Con hãy chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Chư Tổ viết dạy cái câu đó, rồi mình mới viết cái câu đó lại, mình để ngay cái bàn học, để mỗi ngày mình tự mình nhắc mình. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ cuộc đời của Đức Phật, tức là vị bổn sư của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thích Ca đã thắng tự thân của Ngài qua nhiều lần để Ngài đi đến được cái chỗ là thành Phật giác ngộ. Trước hết là Ngài đã tự thắng được cái hoàn cảnh sống của Ngài. Nếu nói về quyền lực, có ai quyền hơn một thái tử? Nếu nói về sự giàu có thì đâu có ai giàu hơn Ngài, con vua mà. Thành thử ra Ngài sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà Ngài đã vươn được cái đó. Khó lắm đó. Mình bây giờ có cái nhà mà đi còn sợ mất, còn phải set alarm. Rồi thậm chí là mình phải dán ngay cửa một cái chữ để khỏi quên, là trước khi ra cửa nhớ tắt lửa, khóa cửa. Tại vì mình sợ cháy nhà, mình sợ quên này quên kia. Mình mua một cái tủ sắt khổng lồ về mình để gì bên trong không? Để cái bảo hiểm. À, vừa rồi có một cô Phật tử cũng kể mà nghe là ở nhà cũng có cái tủ sắt, rồi không biết ai gửi cái gì cho Pháp Hòa đó, không biết cái khăn hay cái nón gì đó, à xin lỗi không phải, à một bộ đồ bạc hò. Cô sợ mất, cô đem cái tủ sắt cô khóa lại, xong quên cái số luôn. Thì vừa rồi có vào cái ghé thì cô mới nói là trời ơi, con có bộ đồ của thầy, con sợ lạc, con đem tủ sắt cung cấp mà bây giờ con không có nhớ số. Con vào đó nói thôi vậy bác để luôn đó, để làm nghĩa là coi như là viện bảo tàng biết đâu trăm năm của người đập cái tủ đó ra, tự nhiên bộ đồ nó có giá trị. Cái nhiều khi mình thấy trong cuộc đời của chúng ta có những cái chúng ta có, chúng ta sợ mất, rồi thậm chí mình lỡ trầy chỗ một chút thì chúng ta phiền não vô. Nhưng mà đối với Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài có tất cả mà Ngài bỏ. Có một lần đi đến Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, thì cái đêm cuối cùng trước khi rời thì Pháp Hòa có làm cái lễ chung với đại chúng. Thì trong đó Pháp Hòa có bạch Đức Thế Tôn là người có tất cả mà Ngài dám bỏ, còn chúng con là những người không có gì hết mà không dám bỏ gì hết. Thực sự ra nếu mình nhìn kỹ, cái mình có cũng không chắc nữa. Thậm chí những cái hiện bây giờ như là xe mình chạy, nhà mình ở, trả chưa ớt, cũng của nhà băng chứ không phải của mình. Vậy thì Đức Phật là người đã thắng được một cái đầu tiên nhất mà chúng ta khó thắng là vật chất. Nói về sự ăn uống, Ngài ăn ngon, nhưng mà Ngài chấp nhận là người ăn xin. Ngài mặc đẹp, nhưng mà cuối cùng lại chấp nhận là một người đạo sĩ. Có phải không? Cho nên mình bây giờ mình cũng theo gót chân Ngài, mà nhưng mà nhiều khi mình đơn giản ở hình tướng không, chứ còn cũng chưa thật sự. Cho nên nếu mà cái gì chúng ta đơn giản được, không cần thiết, đó là cái hạnh phúc, đó là cái nhẹ nhàng. Cái điều thứ hai, khi mà Ngài
thấy được bốn cảnh khổ, đúng ra là ba: già, bệnh, chết. Rồi đến khi Ngài thấy cái người thứ tư, đó là một vị xuất gia, một vị Bà La Môn, một vị Sa Môn, Ngài mới quyết định Ngài về hoàng cung. Nhưng mà cái tâm Ngài nuôi dưỡng cái tình ảnh của người tu đó. Và thưa đại chúng, lúc đó Ngài đã có gia đình rồi, có công chúa Gia Du Đà La rồi, có con trai là La Hầu La rồi, bỏ đi tu khó quá. Cho nên trong chuyện kể, cái đêm đó Ngài ra vô tới mấy lần, cái tình cảnh đó diễn đạt lên cái tâm trạng thật của một con người. Cho nên chúng ta nhìn Đức Phật là một con người bình thường như vậy. Ngài sanh ra trong một cái đời sống của một con người, nhưng mà chính Ngài vượt được cái đó. Trước hết là vượt vật chất, kế đến là gì nữa? Tình cảm. Sau một đêm say sưa, Ngài nhìn thấy cung phi mỹ nữ bắt đầu mặt mày mệt mỏi nằm la liệt ngủ, rồi lớp phấn son theo mồ hôi nó chảy, tại vì lúc đó không có face cleaner. Rồi Ngài nhìn, Ngài thấy giống như là để đó con người vậy đó. Hồi nãy gọi là cài trong giấc ngọc, nhưng mà sau một cơn nhảy múa say xỉn thì mọi người rã rưởi ra. Ngài thấy cái cảnh Ngài thấy ngán ngẩm. Rồi khi mà gặp những cái cảnh khổ ngoài kia, Ngài hỏi sao nào? Già, bệnh, chết. Cho nên đêm đó Ngài từ giả công chúa Gia Du Đà La, Ngài đi vén màn đó, nhìn vợ của mình nằm ngủ với con, ra vô mấy lần rồi cuối cùng mới đi được. Khi mà Ngài ra, Ngài gặp Sa Nạc, giật Sa Nạc dậy. Sa Nạc giữa đêm khuya, trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Thì Ngài mới đáp: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Hồi xưa nó có cái tuồng vọng cổ Thích Ca Tầm Đạo, lúc đó Ngài mới có những cái câu nói như vậy. Tôi còn nhớ lúc đó Sa Nạc, hình như cái câu vọng cổ đó út cà ôn hát hay. Thì Sa Nạc mới nói: mái này cách biệt người khổ, tự biệt sao đành để gặp ly. Ta hẹn ngày về khi thấy đạo giải thoát chúng sanh mọi khổ sầu. Thà là tử biệt chứ sao để sanh đức. Mai này cách biệt muôn người khổ, tử biệt sao đành để sanh. Nhưng mà Ngài hẹn, Ngài về khi thấy đạo. Cho nên cái mà cái điều thứ hai mà Ngài có thể giúp được, đó là tình cảm. Mình bây giờ khó lắm. Giờ mình đi tu, ví dụ như con còn nhỏ, mình chưa làm tròn bổn phận, mình vô tu. Rồi cái thì mình thấy mấy đứa nhỏ lẩm đẩm mà nó vô chùa, cái trong bụng mình nghĩ con tu cũng cỡ này. Rồi thậm chí vô chùa mình nấu ăn cho đại chúng, cái lúc cũng chạnh lòng,
Trời ơi, mình vô đây mình cúng dường nấu ăn cho đại chúng, còn con mình ở nhà nghe ông nhóc mình không lo. Mình tưởng nó cũng có những cái nó ảnh hưởng cái tâm. Cho nên cái thứ hai mà Ngài bỏ được, Ngài thắng được Ngài đó là gì? Thứ nhất là vật chất của cái tài sản địa vị. Thứ hai là gì? Tình cảm. Khi mà Ngài vừa hoàng cung đi đến dòng sông Anoma để Ngài cạo bỏ râu tóc, đổi cái chiếc áo vương tử để đổi với cái ông thợ sạch rồi đi tầm đạo. Và trong suốt thời gian Ngài đi tầm đạo đó, Ngài cũng lặn lội khắp đó đây, học hỏi với các vị thầy. Thậm chí các vị kia thấy được cái tài năng của Ngài, cái sự tu hành của Ngài, và các vị đó thua. Mặc dù đầu tiên mình làm thầy, nhưng cuối cùng người đệ tử này có cái chỗ chứng đắc cao tột hơn mình. Các vị đó xin thái tử thế các vị đó tiếp tục, nhưng mà Ngài không có nhận. Vì Ngài thấy cái này chưa phải là chỗ mình. Cho nên Ngài quyết định Ngài 6 năm khổ hạnh để tìm ra cho một cái phương pháp cho chính mình. Bây giờ mình có thể vượt được tiền của, vượt được tình cảm, tâm thầy học đạo à, rồi mình có đủ gọi là đạo lực để mình khổ hạnh. Ngày xưa Ngài lên rừng 6 năm khổ hạnh. Bây giờ chúng ta nói là khổ hạnh, nhưng mà thiệt sự cái khổ hạnh của mình so với cái khổ hạnh của Ngài có bằng không? Không bằng. Cho nên vừa rồi mấy Phật tử nói, trời ơi tội nghiệp thầy, buôn ba đi hết chỗ này chỗ kia, nó có hoài là không? Coi vậy chứ cái buôn ba của mình không bằng buôn ba của Phật. Mình bây giờ đi toàn máy bay, xuống máy bay có người rước, phải không? Thành thử ra còn Đức Phật ngày xưa đi bộ, đi bộ rồi tới giờ ăn là đi khất thực, chứ đâu có ai nấu sẵn cho ăn. Sáng là bún Huế, mai bún Quảng, mình sướng hơn rồi. Phật ngày xưa ai cho ăn dữ lắm, tới giờ ăn là ôm bát đi ra đường. Rồi bây giờ mình nhìn các tổ tu ngày xưa phải cực khổ, thậm chí cái thời trước làm nhang bán, làm chao bán, làm tương bán, làm bột giặt. Quý vị biết bột giặt hai con thiên nga hồi xưa Việt Nam, đó là cái bột giặt của nhà chùa, do một hòa thượng cái thời đó khi kinh tế khó khăn, Ngài đã tạo cái phương pháp làm ra bột giặt để cho tăng chúng trong chùa làm bột giặt bán để kiếm tiền sẵn. Quý vị biết Tàu Chỉ Yểu đá Bồ Đề không? Cũng là nhà chùa ra. Có những ngôi chùa ở Long Thành thời khó khăn trồng hai thứ, một bên trồng một cây điều để lấy một điều, một bên trồng tiêu, tiêu điều. Vậy mà giờ chùa lên bán tiêu, tiêu điều mà chùa. Bây giờ mình phục vụ đại chúng có một chút mình lên muốn chết. Trời ơi công quả có ngày về ngủ tuần. Tới đại chúng mà có ngoài, nghĩa là đi khắp nơi vậy, không về tới nhà là cũng đâu có nguyên tưởng ồ mình hết chuyến đi này mình về mình được nghỉ. Dạ không, về biết bao nhiêu việc chùa mình phải giải quyết. Cho nên đi cũng phải làm việc, ở nhà cũng phải làm việc, cho nên không có ngơi nghỉ. Nhưng mà thật sự ra mình bây giờ mình nói mình cực khổ, chứ cái cực khổ mình
chẳng là gì so với cái khổ ngày trước. Mình bây giờ á muốn tắm á, mở nước nóng ra là có tắm rồi. Chỉ lâu lâu mở hoài nóng lên. Giờ ở trong phòng em ấy, mở hoài cái tắm cũng có. Thôi vô đại thì sao? Thưa đại chúng, là hồi xưa ở trên núi đó, ở bên Trung Hoa đó, các thầy tu trên núi đó, trời lạnh lắm, cho nên không có cần phải tắm thường. Vì không có tắm thường cho nên cái quần áo mình mặc ở trên đó phải đủ ấm, và thậm chí mình có ra mồ hôi, rồi do ẩm ướt rẹp nó dễ xanh. Pháp Hòa đi lên tận núi Ngũ Đài Sơn vào một cái mùa đông, mà Pháp Hòa đã hồi nhỏ mình học trong luật á, trong luật nói á là mùa đông á rẹp nó xanh thì phải bắt những con rẹp bỏ trong bóng tre rồi cạo mồ hôi nuôi nó. Trời, mình đọc cái chỗ đó mình tưởng tượng được. Khi mình lên tận Ngũ Đài Sơn và Pháp Hòa đi vào trong một cái ngôi chùa vào một cái mùa đông, Pháp Hòa hiểu. Và Pháp Hòa hiểu là tại sao các tổ Trung Hoa ngày xưa bắt các thầy cô mỗi lần lên tụng kinh ở trên chánh điện phải nịt cái ống quần lại. Vì mình ít có tắm rửa, cho nên mình giữ cái sự thanh tịnh khi mình lên chánh điện. Vì những cái dơ trong người mình nó có thể rơi rớt trên điện Phật. Cho nên mình nhìn cái hình ảnh đó, ngày xưa các vị làm, nó phải có nguyên do. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại cái khổ mà Đức Phật phải chịu. Trong kinh nói là Đức Phật ăn ngày một hột mè. Thì mình mới nghĩ trời, mình tưởng cái hột mè, cái hột của mình á, mình ăn chỉ cho mang tiếng vậy. Ăn ngày một mè làm sao đủ nó. Nhưng mà rất có thể bên Ấn Độ cái hạt mè mà trong kinh nói là ở bên Ấn Độ không phải nó nhỏ như cái hạt mè của chúng ta. Có thể nó to như một trái táo gì đó mà đủ lót dạ trong một ngày, chứ không phải nó một hạt mè là nhỏ xíu như là cái hạt mè của chúng ta. Nhưng mà cho dù ngày ăn ngày một trái táo đi nữa thì ngày cũng đã hơn mình. Mình ăn bây giờ táo là ăn lái xét thôi, còn phải một tô đó, rồi thêm thắt đủ thứ hết, giống như mì quảng vậy đó, sẵn nào đậu phộng rồi bánh tráng rồi rau sống rồi thêm miếng chao rồi vậy đó. Cho nên mình thấy mình sướng hơn bao rồi, rên rỉ gì nữa. Bây giờ mình vô tu một chút thì mình cứ nghĩ ô tu là phải ngồi chỗ đó học kinh, đọc kinh suốt ngày. Vậy thì lấy cái gì để lập công bồi đức? Mình lập công bồi đức, bồi cái đức của mình bằng cách là mình lập cái công. Mình không thể chỉ ngồi đó mà ăn của đàn na tính. Không làm việc này cũng sẽ phải làm việc khác. Còn cái việc mà chúng ta không cần làm gì hết, chỉ tu thôi, là tự nhiên có. Thưa đại chúng, cái mình phải trang trải nó nhiều hơn cái mình tu. Ví dụ bây giờ người ta có ơn quý mình đi nữa, ta cũng cúng mình gì thức ăn thôi. Rồi gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn, người ta làm sao đủ khả năng người ta khô vật hết cho mình, trong khi cái ngôi chùa mình nó quá lớn, điện nước bảo hiểm đủ thứ, bảo trì vân vân, thì ai lo? Cho nên chúng bên trong chùa phải có tự túc kinh tế. Thì cái tự túc kinh tế đó chẳng qua là chúng ta làm để có một chút nào đó để phụ trợ trong cái công việc, rồi thậm chí phải nấu ăn cho đại chúng, quét nhà, lau nhà, trồng rau, cắt cỏ vân vân. Có những ngôi chùa ở hải ngoại có mà biết đấy, là một cái đại tùng lâm cả mấy trăm mẫu đất, vậy mà có hai thầy ở.
đội một cái cắt cỏ thôi đó, cắt hai tuần lễ méo bên này, vừa xong méo bên này, hai tuần sau ráp bên kia, bây giờ đang cắt méo bên này thì bên này hai tuần sau nữa. Nhưng mà các thầy vẫn hoan hỷ như thường, là tại vì sao? Vì đó là công phu tu tập của mình. Ở bên Nhật Bản có một thiền sư, ngài xách giỏ đi chợ mỗi buổi sáng. Thì vị cư sĩ mới thấy ngài là một cao tăng trong chùa mà sao xách giỏ đi chợ ngoài. Mới nói, ủa, thầy tu cũng còn, thầy tu cao vậy mà cũng còn đi chợ nữa sao? Thế thì vị hòa thượng kia mới hỏi, ủa rồi tu thấp làm cái gì? Thì cái ông kia ông được khai ngộ. Cho nên á, trong cái vị trí của một cái người tu cao thì cái vị đó lại càng cực hơn. Giống như mình ở trong nhà, bổn phận là vợ, là mẹ, là bà, là mình cực nhất trong nhà, mặc dù cái chức mình là lớn đó. Tới bà tội trợ chứ không phải vợ. Nhưng mà hễ chồng con đi ngủ thì mình là người cuối cùng coi cửa ném làm sao. Ổng có thể làm biến đâu, ổng xuống bếp, ổng check cho lò, nhưng mà mình không thể, cho nên phải ngồi vậy. Cho nên rồi ở trong chùa, cái vị trụ trì cũng là cái người cực nhọc nhất, mặc dù cái tiếng nghe lớn, nhưng mà thật sự trụ trì là người phải làm tất cả mọi công việc, gọi là ô xin cao cấp. Như vậy Thái tử Sĩ Đạt Ta đã vượt thắng được cái khổ hạnh vật chất, tình cảm, tiền đạo, giống như chúng ta bây giờ ra nước ngoài để mà gọi là gì, kiếm sống, bươn chải, học hỏi. Ngày hôm qua tối có một em Phật tử đi với mẹ vô ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, thì em còn trẻ mà, thì có rất nhiều những cái thắc mắc. Thì Pháp Hòa mới nói với em đó, là cuộc đời của thầy, tất cả những gì ngày nay mà thầy có được là một sự cố gắng hết sức của thầy. Thầy chưa được một vị thầy nào ngồi đó để dạy cho thầy chữ nghĩa Phật Pháp, cũng có. Người ta đi tu, người ta được là vô lớp, vô trường, ta có lớp lan, còn mình là lan ban, không được một cái lớp học Phật Pháp. Nhưng mà mình cố gắng. Thì Pháp Hòa có nói với em, tất cả mọi người, cái gì ai cũng có thể làm được, nhưng mà cái điều chúng ta phải có đó là gì? Đó là ý chí, cái intent. Khi mà chúng ta có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt tất cả những cái khó khăn. Nhưng mà rõ ràng một con người sống ở đời, chúng ta có vật chất, nhà cửa, có tình cảm, gia đình, có sự nghiệp phải đeo đuổi. Và khi muốn đeo đuổi một sự nghiệp thì chúng ta phải làm gì? Phải chịu khó, chịu cực để sự nghiệp nó mới thành. Người tu cũng có một sự nghiệp của người tu. Mà trong cuộc đời của chúng ta, không người nào mà thành tựu mà không phải trải qua những gian khó. Nếu ai đó thành tựu mà do cha mẹ để lại thì họ không có kinh nghiệm nhiều, họ không trân quý lớn những cái gì họ đã có. Cho nên thí dụ con cái nó lớn lên, mình không cho nó đi làm, thật sự mình không cần tiền. Nhưng nếu mình cái gì cũng lo cho nó hết, thì so với một cái em mà có đi làm bạc tham á, thì cái em làm bạc tham nó biết xài tiền hơn là cái đứa không đi làm. Vì cái đứa không đi làm thì lúc nào cũng có sẵn, cho nên nó phi. Mình không cần nó phải đi làm phương tham, có thể cho nó làm tuần 2 ngày. Thứ nhất, để nó trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội giao lưu với người, học hỏi với người,
trải nghiệm cuộc sống và đặc biệt là kinh nghiệm gọi là kiếm ra đồng tiền. Có một em tuổi teen là đi làm ở McDonald's. Khi mà nó lãnh cái lương đầu tiên về, mà nó chưa có lãnh, nó về nó nói với má: má ơi, bây giờ con thấy là kiếm đồng đâu phải dễ. Trước kia nó đâu có nói câu đó được. Trời, con muốn cho giữ được cái shop, muốn có được tiền lương đầy đi trong nhà. Nhưng mà nếu mình xài rất là phải. Cho nên không phải Đức Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha trải qua, mà chúng ta cũng như thế. Và cái cuối cùng Ngài phải trải là gì? Đó là sự chiến thắng của Ngài khi Ngài ngồi thiền, Ngài nhập định, và những cái tâm hành nó sinh khởi. Quý vị nào đọc trong kinh có nhớ khi mà Ngài kể đó, Yayudala xuất hiện, Vô Tịnh Phạn xuất hiện. Nhưng mà thiệt sự là trong kinh đó là ma nó giả ra. Nhưng mà thưa đại chúng, ma gì biết không? Trong tâm ma của mình. Nó xuất phát lên, nó làm trì trệ, nó ngăn cản cái đường tu. Cho nên có một cái vị, cái câu chuyện mà ngoại kể đó, đừng có nói ai, ngay cả ông Quốc Đầu Lạc Phất là thầy của Thái tử Siddhartha khi Ngài tập đạo. Một hôm mà quý vị biết ông Quốc Đầu Lạc Phất có thần thông đó, vậy mà khi mà ông đến rồi có một vị hoàng hậu xá ông, và ông đứng gần đó, khi xá lễ như vậy thì ông cũng xá lại, và khi hoàng hậu đó ngước lên và lỡ chạm vào người ông, vậy mà ông sanh tình cảm, mất thần thông, bắt đầu ngồi thiền không được. Bây giờ nhắm mắt lại là thấy hoàng hậu đó xuất hiện. Cuối cùng ông lên trên núi, ông ngồi thiền. Khi ông ngồi thiền trong rừng, trước kia những tiếng chim nó làm cho tâm hồn mình thảnh thơi. Tiếng chim nó hót nó làm cho mình thoải mái, mà cảm thấy như là một cái chỗ yên tĩnh. Vậy mà bây giờ cái tình sanh rồi, nghe tiếng chim, ông nói mấy chim đang tỏ tình. Ông giận nó, và cuối cùng ông đi xuống bờ suối ngồi thiền, bỏ rừng xuống xuống. Đi tới cái bờ suối ngồi thì bây giờ những con cá nó tung tăng, đối với mình là sao, quá đẹp, cảnh quá tuyệt vời. Ông bực mấy con cá: tao ngồi thiền mà mày cũng tới đây mày tỏ tình. Ông thức cái mình, ông phát nguyện: tao nguyện một ngày nào đó tao sẽ làm một cái con phi ly, tức là con chồn biết bay, là ăn hết chúng ta. Do cái lời phát nguyện tức giận trong khi đó, sau này ông hết cái phước rồi, ông đọa làm một con chồn biết bay để ăn những cái con cá. Thì thưa đại chúng, là cái đó chỉ là một cái biểu, một cái hình ảnh để nói lên rằng chúng ta tu, nhưng mà có rất nhiều thứ ma bên ngoài không bằng ma bên trong. Ma bên ngoài gọi là ngoại ma, ma bên trong gọi là nội ma. Mà nội ma thường thường là nó không có hung dữ, nó hiền. Ví dụ như đồng hồ nó reo 5 giờ sáng rồi, cái nó sáng sớm mọi người đang xếp hàng đi toilet, ngồi dậy làm chi, nó lận đầu. À, cái nó kéo cái mình lên nó ủ chút. Mình kéo mình lên mình ủ ấm, đợi hết người đi mình sẽ vào. Xong cái nó lúc thanh giờ giật mình, cái giúp mình dễ, cái nghe trên này nguyện đem công đức này. Cái nội ma nó có cách nói. Cho nên ma nó có bốn loại, thật ra nhiều lắm, nhưng mà căn bản là bốn là
ma phiền não, ma ngủ ấm, ma trời, ma chết. Ma trời tức là loài ma này, nó biết cách nói, nó làm cho mình, nó comfort mình, nó xoa dịu mình. Ví dụ như mình hỏi tâm, nó nói đúng rồi, đi chùa phiền não ở nhà đi, đi chi. Ở chùa ở đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, đâu phải chùa mới có Phật. Đó, nó nói vậy, nghe có lý. Hoặc là mình ăn chay rồi cái mình thèm, cái nó nói Phật đâu có bắt mình khổ một chữ gì đâu, tu phải thoải mái, tu phải tự tại, tu mà hành thân ép sát mình vậy đâu phải. Nó nói nghe cũng có lý. Cái nó nói thì bây giờ ráng dữ lắm rồi, còn có phút nữa 12 giờ rồi, qua ngày mới Phật cũ rồi. Đó là thiên ma. Thậm chí mình tham chút gì đó, nó đâu sao, tham cho chùa mà. Tham cho chùa, ví dụ như mình đi mua đồ ăn cắp, nó đâu có sao đâu, mình đâu có xuống điểu ăn cắp đâu, tự ta cắp ta bán, mình tự mình biết đi. Mình mua mình đến chùa, mua thí sao. Nó có cách nó nói thôi. Cái đó là thiên ma. Cho nên thưa đại chúng, là cuối cùng Thái tử Siddhartha tuyên bố, trong tất cả các thứ thắng, ta đã tự thắng ta. Ngài đã tự thắng được quyền quý, tiền của, những tình cảm trong đời Ngài, những sự khổ nhọc khi Ngài tu tập tìm đạo, những khó khăn, thậm chí khi Ngài từ bỏ con đường khổ hạnh, Ngài đã bị những người đồng tu với Ngài chê trách. Ngài, quý vị nhớ không? Năm anh em ông Kiều Trần Như đó, thì hồi tối Pháp Hòa có nói với các em Phật tử đó, Pháp Hòa nói á, ở đời người ta sống á, một là nổi tiếng, hai là mang tiếng. Nhưng mà người ta thì sợ, thích nổi tiếng, sợ mang tiếng, và người ta cố gắng, người ta sống để người ta đừng mang tiếng. Nhưng mà thật sự ở đời, dù mình làm bất cứ việc gì, dù việc đó rất tốt, ngàn người khen cũng phải có một vài người chê. Cái điều đó không thể tránh. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải nhìn lại mình, mình đã sống mà mình không có thẹn lòng mình mới quý. Và Pháp Hòa đưa một ví dụ. Thầy đang ngồi đây với em, với mẹ nói chuyện. Có thể một người nào đi nghe thì người ta liền khởi tâm nghĩ quán, trời ơi, giờ này mà còn tiếp ai trong phòng. Ví dụ vậy, người ta có thể người ta luận nghị, nhưng họ đâu biết mình làm gì trong này. Thành thử ra mình ngồi trong này nè, mình có biết mình đang làm gì, mình không thẹn lòng. Còn người đi ngang, người ta thấy mình, người ta nghe mình, điều người ta suy nghĩ sai quấy là điều khó tránh. Cho nên sống mà không mang tiếng cũng đã quý, nhưng mà cho dù không mang tiếng cũng không có gì, tại vì cuộc đời không có gì mình làm mà người ta hoàn hảo. Ngay cả Đức Phật, Ngài làm cũng có người khen người chê, thì huống chi chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng không phải là người khen chê mình, mà chính là chúng ta không có thẹn lòng. Tại vì ở đời này thể có praising là phải có blaming, vì nó là những bọn gió, không có mình nói đó. Khen chê, khen là praising, và chê là blaming. Khen và chê, được. Ví dụ mình được cái này thì mình phải mất cái khác. Ví dụ hôm nay quý vị được đi chùa là mất một buổi đi sớm.
hay là ngược lại mình đường đi sớm là mất ngủ đi chùa vậy thôi. Hay là thậm chí mình ra đường mình lượm được của rơi, mình nói ô tôi được lượm được của rơi tiền thì nghĩa là có người bằng cái được của mình là cái mất của kẻ khác. Vậy thì trong cuộc đời này mình được người khác mất, mà lỡ hôm khác mình mất người ta được, thế thì cuộc đời này nó bình thường. Cái quan trọng là mình làm sao mình không có hẹn lòng. Cho nên đó, quý vị nhớ là Đức Phật thắng được những cái trận đó. Và cái quan trọng nhất là cái trận mà nội tâm nó tranh giành. Mình bây giờ mình đi tu cũng vậy, mình rất là muốn đi xuất gia, nhưng mà nhìn lại thì thấy sao, biết bao nhiêu những cái lê thê nó còn theo mình. Chào hồi xưa Việt Nam mình có câu đi chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ đi tu sao đành. À, đi vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà con cháu đi tu sao đành. Hay là đi chùa thấy Phật muốn tu, về nhà của cải đi tu sao lại. Tại vì và đặc biệt lúc mình đi tu, muốn đi tu nhất là lúc nào chứ đâu, lúc mình khổ quá. Lúc mình đang khổ đau là mình muốn đi tu nhất. Nhưng mà khi mọi thứ nó lắng xuống hết rồi là thôi mình muốn gì à. Nó bình thường quá nhỉ. Trong kinh thiền, những cái câu chuyện thiền ta có kể, ví dụ một con trâu nó chui qua được một cái lỗ, đầu nó chui được, cái sừng nó chui qua được, cái thân nó chui qua được, mà rốt cuộc cái đuôi nó còn dính lại, nó quắt quá. Thì nhà thiền thường hay ví dụ cái đuôi đó là gì? Chính là những cái dính mắc nhỏ nhất của mình. Hay nói một cách khác, cái đuôi của con trâu mà dính tại đó là gì? Đó là những pháp tu mà chúng ta đang dính. Tu tịnh lọt cái gì cũng lọt hết, mà dính cái đuôi lại là gì? Tôi tu tịnh độ nửa chết có chỗ về, mấy người tu thiền chết không có chỗ đi. Rồi thì cái người tu thiền cũng dính lại chút, nói tu thiền mới đúng gốc Phật Thích Ca, còn tu tịnh độ là tịnh độ không có thật, vân vân. Mình bác cái này, mình bác cái kia, rốt cuộc mình lọt được cái đầu, cái sừng, cái thân mà chúng ta dính lại cái đuôi. Mà hãy ngồi lại nói với nhau là bắt đầu bài xích phát môn, đâu cần thiết. Mỗi người chỉ đều uống thuốc hết mà. Anh uống thê non thì chê cái anh áp hiu. Nhưng mà thật sự là tất cả đều uống thuốc, vì tất cả đều là bệnh nhân. Trong truyện nó có kể là có một cái ông đó, ông mua một cái miếng đất, thì lúc mà mua xong trồng tiền rồi thì ông về ông mới khai khẩn, thì ông đào lên trong đất đó có vàng. Thì ông mới suy nghĩ, lúc tôi mua đất này tôi chỉ ý là mua đất chứ tôi đâu có mua của cải như này, chắc của cải như này của người chủ cũ, thôi mình đem mình trả cho ông chủ cũ. Ông chủ cũ nói không không, ba má tôi chưa bao giờ nhắc có cái chuyện chôn vàng này, tôi không có nhận đâu. Lúc đó mình làm gì biết không, thanh niên. Nhưng mà sau một đêm ngủ thì cái anh mà mua đất á, anh tên nói với cái anh bán, bán anh nói ô tôi suy nghĩ thì tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, vợ tôi chôn hũ vàng đó, lúc mới mua nhà về mà tôi quên, tôi mới hỏi là nó nói tôi nghe. Cái ông kia nói, ông đừng có giỡn nha, tôi điều tra rồi, má tôi chôn hũ vàng đó chỉ một đêm thôi, tâm tham nó khởi lên và ai cũng muốn giành cái này. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta biểu lộ một cái gì đó, nhưng mà tận cùng bên trong cái gốc tham sân si mình nó vẫn còn. Ví dụ mình nghe người ta tu, ta tụng bộ pháp hoa, mình về mình tụng hai bộ,
ta ăn chay 3 ngày mình ăn 4 ngày, nhưng mà không phải mình tinh tấn, nhưng mà tại vì có thể mình cũng hơn được kia chút. Cái đó tự mình biết thôi chứ này. Nhưng mà đưa một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy. Có một cái vị tể tướng đó gặp một vị hòa thượng. Bạch hòa thượng, trong kinh thường nói vô minh. Vậy bạch hòa thượng, thế nào là vô minh? Thì cái ông vị hòa thượng mới trả lời. Ông ngốc vậy hỏi tôi sao tôi trả lời? Tôi có nói ông đâu hiểu. Thì ông vừa nghe xong trọng nổi giận phừng lửa lên. Thì cái vị hòa thượng nói, dạ tôi muốn chỉ ông vô minh làm cái đó. Vô minh nghĩa là nhiều khi mình biểu lộ cái tướng nghĩa là tu tịnh, nhưng mà cái gốc sân, cái ngồi đó nó còn ở trong. Cho nên đó, có một hôm là có một vị thầy biểu người đệ tử đi tới cái đống tro lấy lửa. Thì người học trò nhìn cái đống tro thấy nguội lắm. Người học trò nó bạch thầy, tro tàn không có lửa. Người thầy tới đống tro quy tro ra, thì ở dưới ngầm của cái đống tro đó còn lửa. Thì khi cái bốc cục lửa lên, thì ông thầy cũng hỏi người đệ tử, cái này là cái gì? Thì ngay đó người đệ tử hiểu đạo. Ý ông thầy cũng nói gì? Cái nguội lạnh đó bên trên, đừng nghĩ là mình đã dập tắt, nó tiềm ẩn ở trong đó. Ví dụ nè, có qua nghe nói ví dụ mình bước ra cửa thấy người xin tiền trồi bốc 50 cho thoải mái, nhưng mà mình sẽ kẹo này mắc rẻ với các bà bán dù chỉ một đồng bạc thôi. Tại sao mấy ông mình quan niệm bà này bán là đừng không gạt tôi? Nhưng mà mình sẵn sàng đóng vai Bồ Tát ở trước mặt mọi người để bố thí 50. Cho nên cái ngọn lửa đó, cái tham, cái sân, cái si. Cái si là khi mà người ta nói về mình mà mình mê lầm, mình vẫn khổ đau phiền não. Cái sân giống như ngọn lửa nó tìm mà. Cho nên người tu mấy mươi năm nhưng vẫn phải chăn cái con trâu của mình. Vì con trâu của mình thấy nó nằm vậy đó, nhưng mà hễ có cái gì réo là nó theo. Vì vậy mà hồi xưa ta kể câu chuyện, một con khỉ ngồi ở trong nhà, 6 con khỉ nó kêu ngoài cửa. Rồi hễ một con khỉ cửa mộ nó réo thì con khỉ này nó nhìn qua. Và con khỉ trong nhà đó là ai? Là mình. 6 con khỉ bên ngoài đó là ai? Là 6 căn, 6 trần. Hễ cái mắt mà nó hấp dẫn mình là mắt nó lọc. Nên ví dụ mình ngồi đấy. Bây giờ nếu mà ai xuất hiện làm một cái gì đặc biệt trên này là mình có thể. Một cái tiếng gì phía sau nó làm cái rầm là mình quay lại mình nhìn. Mình vẫn còn bị lôi cuốn bởi thấy nghe nhiều lắm. Thậm chí đang ngồi đây tự nhiên có cái mùi gì nó xông tới. Anh kêu bà bạn. Mặc dù mình đang nghe pháp. Hoặc là mình đang ngồi đấy mình nghe mà thấy cái bà kia nó đang còn ngủ gục. Cái mình kêu thôi nghe đi. Tức là mình mặc dù mình nói là mình đang tu đó, nhưng mà trong cái âm thầm 6 căn mình đã vẫn còn trong tuổi. Mà hễ mà mình thắng được nó, ví dụ có nhiều lúc ngồi thiền vậy, trời tự nhiên mặt mình nó ngứa. Mà theo có thói quen là mình ngứa tay lên mình gãi không? Có nhiều lúc có quà để ý, có quà ngồi vậy có nó ngứa. Thử bây giờ mình không gãi và bao lâu nó hết. Nhiều lúc mình phải dẫn diện ra nó mà cái tay vừa được đưa lên thì có quà nói không được, mình muốn thử coi cái ngứa này nó ở đây tới chừng nào, lấy cái tay xuống.
Thật sự ra con người mình sống, mình đi theo những cái bình thường. Ví dụ hứa là mình gãi, ho là mình phải ho. Nhưng mà nếu mình ý thức chỗ này đã yên tĩnh, mình nên đứng ho lại. Theo thông thường mình hắt hơi là mình phải để cho nó hắt hơi ra, bởi vì nó muốn tống những cái bình tật gì trong người. Nhưng mà có những chỗ mình hát một cái đó người ta bật lửa. Ví dụ như người ta đang ngồi thiền vậy, mình hát hơi một cái là người ta giật mình. Cho nên những giây phút đó, thay vì bình thường mình làm việc đó, nhưng giây phút đó mình nén nó lại. Những giây phút đó chính là chúng ta dừng lại những cái tâm ý râm rủi mà đi theo cái thói thường của chúng ta. Ví dụ như sáng nào mình cũng uống ly cà phê, nhưng mà bữa đó mình đi tới một cái chỗ lạ, mình mới tới, người ta đưa mình vô ngủ rồi, chưa biết bếp đâu, mà chủ nhà sao im quá chưa thức. Trời ơi, trong này ngồi ngáp lên ngáp xuống. Những lúc đó mình cho mình một cơ hội là mình đang thu phục cái con ma nghiện cà phê hay là nghiện thuốc lá. Chờ quý vị thấy người nào bị thuốc lá nó hành, trong nhà hút không được, ra ngoài nhiều khi đứng lạnh chút chịu không nổi, nhưng mà ra ngoài kia đứng lạnh thấp nguyên chi nha. Thật sự ra cái đó không có gì tội lỗi cả, nhưng mà ở cái nhìn mà gọi là bị cuốn lôi thì đó là cái hình ảnh. Có người mà nó nghiện cờ bạc, hết tiền đánh rồi không còn biết mình là ai, lường gạt kiểu nào cũng lường gạt, trộm cắp kiểu nào cũng có thể trộm cắp, miễn sao có tiền để mà đi đánh bài, thậm chí đánh vợ đánh con, lường gạt bạn bè gia đình để có tiền đi chơi chán cũng được, vì không thắng được cái cơn nghiện đó. Cho nên tất cả chúng ta người tu nó cũng có những cái tập khí của người tu. Ví dụ mình đi tu á, mình tu từ nhỏ tới lớn mình cũng có cái ngạo mạn của người tu từ nhỏ tới lớn nha. Tôi đây là đồng chương nhập đạo, học giới luật nhiều hơn mấy vị mới tu. Thật sự ra mình học nhiều là đúng thôi, mình được ở môi trường đó, nhưng mà cái quan trọng là làm sao mình tu nhiều, mình ôm ấp được người tu mới, mình ôm ấp được cái người ta còn dở, người ta mới tu, mà đặc biệt là những người mà người ta gọi là bán thế xuất gia, mình ôm ấp được mấy người đó thì cái lượng mình nó mới lớn, cái tâm từ nó mới nhiều. Chứ đâu phải là mình tu để rồi mình hô hào với cái đó. Mình tự biết mình đã thấm nhập nhiều cái đó rồi thì làm bây giờ đây là lúc mình vận dụng cái mình học được rất nhiều để mình giúp đỡ với người khác. Thưa đại chúng, mình tu mình phải có cái đức hy sinh, hay nói cách khác, sống ở trong đời phải có cái đức hy sinh. Mình không có hy sinh mình không có thể nào làm được gì hết. Thí dụ Đức Phật hy sinh, người đi xuất gia cũng hy sinh cuộc đời của mình để dâng hiến cho mọi người. Phó Phật mới nói với mấy em á, mấy đứa nhiều khi thương ba thương mẹ phải hy sinh những cái vui bình thường của mình để ba mẹ được vui. Ở tối đó cô nó hỏi Pháp Hòa, nó nói mẹ cứ nói với con là phải có hiếu, thầy có thể explain cho con hiếu là gì? Con nghe mẹ nói hoài thì con có hiếu là gì? Pháp Hòa nói bây giờ mình explain cho nó cũng được. Nhưng Pháp Hòa bóc cái từ điển và kiếm một cuốn từ điển chỉ cho nó hai chữ pious, filial. Thì Pháp Hòa mới nói hiếu là gì? Không phải là con chỉ cho cha mẹ ăn uống không, the way mình treat người đó, the way mình talk to người đó, the way mình behave với người đó, tất cả đều là hiếu.
Mà không phải chỉ hiếu với cha mẹ không đâu, hiếu với bạn bè, hiếu với mọi người. Chỉ chữ hiếu nghĩa là hảo, là tốt. Tại vì cha mẹ thì lúc nào cũng nói con phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà mình nói thôi, nó chưa có khái niệm hiếu là gì. Phải ngồi kể cho nó nghe, giải thích cho nó hiểu. Và nói nếu mà con nhìn kỹ, con thấy mẹ ba cũng hiếu với con. Khi con muốn đi chơi, cha mẹ cũng chở con đi. Con đi xong con alo, ba mẹ tới pick up con về. Hiếu chi gì nữa? Đưa đó. Vì sao? Vì sợ con đi sai đường, đi không đúng chỗ, vân vân. Mình có vợ, mình chưa có gia đình, mình muốn đi chơi ở đâu mình đi. Nhưng khi có gia đình rồi, phải hy sinh một chút vui cá nhân để phải về chăm sóc, vì ai cũng có cái bổn phận. Cho nên Đức Phật cũng hy sinh, các Bồ Tát cũng hy sinh. Và muốn được hy sinh như vậy, chúng ta cũng phải tự thắng mình. Nhiều khi mình thích lắm chứ, thích đi chơi với bạn lắm chứ, nhưng mà thôi, có nhiều khi mình chỗ nào cũng muốn đi, đi tu chỗ này cũng muốn đi tu chỗ kia cũng muốn đi, nghe người ta đi hành hương, nhưng mà sao biết không, bổn phận giữ con giữ cháu nè, rồi tiền nong mình phải chia sẻ cho chỗ này chỗ kia nè. Thôi bây giờ năm nay mình suy nghĩ về chỗ nào mình muốn đi nhất, thì phải hy sinh những cái đi nhì đi ba đó. Và hy sinh mà hễ mà mình muốn quá mà không được, mà phải dành lòng ở nhà, đó là tự thách. Như vậy thì nghĩa là chúng ta mỗi ngày ai cũng đang làm một cái việc là tu tập để tự thắng cái tham, cái sân, cái si của mình. Mà chính yếu là những cái tham si. Si là những cái dính mắc, tham là những cái muốn mà nặng hơn. Mình có mà mình buông bỏ, người ta không có gì hết, nó bỏ mình bình thường rồi đó. Còn mình có bỏ được. Cho nên trong kinh mới có, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới có câu á: nghèo mà bố thí là khó. Hay là người ta giàu người ta cho, người ta vẫn còn dư, còn mình không có, mình ráng giúp mình cho, khó lắm. Ngày xưa Ngài La Hầu La đó, có một hôm Ngài đi khất thực, thì trên đường đi á, Ngài bị mấy đứa nhỏ nó chặt nó chọc. Ngài tức, Ngài nguyện đó, thôi bây giờ nghỉ tu, đi về lãnh lại chút vua phạt mấy đứa này. Vì ông Ngài là biết Ngài là vua kế tiếp mà. Ba mình không đi tu rồi thì tới phiên mình, tại vì ông dụ mình đi tu. Cho nên khi mà bị mấy đứa nhỏ nó chọc á, thì ông muốn trở về ông làm vua để ông phạt mấy đứa này. Giống mà nhỏ mà đi học, mình đi học high school, đi tu lúc 15 tuổi, rồi xong rồi đi vô học high school lớp 10, 11, 12 thì mấy đứa Mỹ nó cũng chọc, nhưng mà ít thôi, tại vì nó chưa biết mình là ai. Nhưng mấy đứa Việt Nam nó biết mình rằng, nó biết mình thầy chùa, nói theo ngoài đời là thầy chùa. Thiệt sự ra ông thầy ở trong chùa là kêu thầy chùa, nhưng mà mình mà nói cái tiếng thầy chùa nghe nó có cái gì đó nó hơi chế nhiễu. Ê thầy chùa, thầy chùa. Con cái đứa nhỏ đó sáng nào nó cũng đón đường Pháp Hòa nha, rồi ngay cái cửa đầu tiên nó A-di-đà-phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Thôi mình cũng nói gì, mày đi vô cửa thứ hai. Nó nhảy ra cái cửa thứ hai, nó nói cậu kiếm, mà ngày nào nó cũng làm vậy. Mình chẳng nói gì hết, biết cái nó cũng buồn, nó khỏi nói nữa. Tại vì nó nghĩ là mình sẽ react lại, mình sẽ phản ứng lại, thì nó có đề tài nói tiếp. Mình mà nếu mình react lại thì mình chậm chất cái câu chuyện với nó, cho nên mình đến thời gian nó không nói. Có những đứa Mỹ nó chọc mình ghê gớm lắm, thậm chí xé tập phun nước miếng, nhưng mà
mình cứ im lặng. Vậy mà sao những đứa đó nó ra nó bình vực? Vì sao nhiều lần nó ăn hiếp mình mà mình không nói vậy? Mình biết tập, sẽ tập. Vì nó muốn biết mình là ai thôi. Bây giờ mình nói mình là ai, sao đó nó biết. Bây giờ hỏi, thật sự bây giờ hỏi, hồi đó là sao đi tu? Nếu mình nói, tại vì tôi muốn cầu đạo giải thoát, có độ chúng sanh. Nghe cả luôn quá, 15 tuổi biết gì mà có độ chúng sanh. Cho nên nếu một người nào đó, tại sao con đi tu? Tại vì con thích. That's it. Một đứa nhỏ thích đi tu là đủ rồi. Ngày nào mình còn thích đi tu, ngày đó mình sẽ tu. Cho nên một người tu mà không thích đắc y, không thích đắc y là mình biết là cái đường tu mình nó có vấn đề. Cái y là cái pháp phục của mình mà mình không thích đắc. Cho nên mỗi lần đắc y là phải hạnh phúc. Dù 30 năm, 50 năm mình tu mà mỗi lần lên lần để cầm tấm y mình đắp lên là cá mà hạnh phúc. Và thưa chứ đại chúng, cho tới giờ phút này Pháp Hòa rất vui, rất hạnh phúc khi mỗi lần mình đắp cái y và cảm thấy là mình đắp y rất là đẹp. Phải thích như vậy thì mình mới còn chịu thú. Ví dụ như mình ăn chay mình thấy rất là ngon thì mình ăn hoài không ngán. Còn ngày nào cũng lên nó chay nữa. Con mấy đứa nhỏ vừa rồi nó dịu á, nó lấy cơm bỏ vô cái chai á, nó nói dạ mời sư phụ ăn chay. Nó chờ con về kêu con chay, nó dạ con bỏ trong chai kêu con chay. Khi nào mình lên mình tụng kinh mình vẫn còn thích một thời kinh mình tụng thì cái tâm mình nó vẫn còn đủ được. Mặc dù có thể thần kinh đó mình tụng không hiểu, nhưng ít nhất mình vẫn còn ham thích tụng một thời gian. Lần thì chuỗi niệm Phật hay là ngồi thiền vân vân. Cho nên á, ngày xưa vua Ba Tư Nặc ông đến thăm Đức Phật và Đức Phật đưa một cái ví dụ: thưa đại vua, nếu đại vua đang ngồi đây mà có người ta đang chạy mua báo bẩm hoàng thượng phía tây địch đang tấn công, chút xíu sau phía nam địch đang tấn công, phía bắc địch đang tấn công, phía đông địch đang tấn công, thì bệ hạ sẽ làm gì? Ông ơi, nếu mà như vậy tu gấp. Thì Đức Phật nói hoàng thượng có biết bốn phía tấn công mình là gì không? Đó là sanh già bệnh chết. Tứ phía đó là tượng trưng cho sanh lão bệnh tử. Cho nên Đức Phật nói tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Vua Trần Thái Tông có một cái bài thơ nói về bốn núi. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh nhất ai ngờ muôn tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cảnh. Thường thường con lừa mấy cảnh? Bốn cảnh mà lừa được có ba cảnh à. Vậy mà vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. May bao quanh bốn núi vạn cây rừng là bốn núi là thân tứ đại này này. Trên thân tứ đại này cả rừng phiền não, đúng không? Rừng phiền não đó. Ở nhà phiền não, đi làm phiền não, chơi với bạn phiền não, riết rồi bây giờ bạn đời tôi không muốn giao lưu nữa, tại phiền não quá. Ngoài đời tôi muốn giao lưu nữa, thôi tôi vô chùa tôi tìm bạn đạo để hết phiền não. Ai ngờ đâu phiền não gấp đôi. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Vạn cây rừng đó là trồng chất cái phiền não, chập trùng phiền não ở trên cái thân tứ đại này. Nhưng mà tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. Nếu chúng ta có tỉnh giác thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chỉ do chúng ta dính mắc mà thôi. Lừa ba cảnh là gì? Là giới,
định tuệ hay là niệm định tuệ. May thay đã có lừa ba cảnh, chỉ nương vô cái này thôi, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt vọng. Người tu mà không có đủ niệm định tuệ, không có đủ chánh niệm để nhận mỗi cái gì đã xảy ra thì không đủ định lực. Mà niệm định không có thì tuệ không có. Mà chính niệm định đủ và trí tuệ đủ cho nên giúp mình vượt những cây rừng đó, ra khỏi cái rừng đó. Và cuối cùng, ngày xưa có một thiền sư, ngài tên là Khê Phong. Ngài mới nói người tu học có ba bậc. Bậc hạ, ai nói gì cũng nổi giận. Bậc trung, có nổi giận nhưng mà rồi biết dừng lại lắng xuống. Bậc thượng, ai nói gì vẫn bình thản an nhiên. Vậy thì mình thuộc dạng nào? À, hết sảy. Mình không dám nhận mình là bậc thượng, bởi vì bậc thượng là bất động như như là Bồ Tát, là La Lớn. Mình dám nhận mình là bậc trung là bậc gì biết không? Có giận nhưng biết dừng và lắng. Hồi xưa mình là bậc gì? Bậc hạ, ai gì nổi nổi sân. Đức Phật có dạy trong kinh, quý vị có nhớ là người giận có ba dạng không? Có những người như chữ viết trên nước, có những người như chữ viết trên đá cát, có những người như chữ viết trên đá. Người như chữ viết trên đá nghĩa là giận không vui, hằng lỡ lễ lọc. Có những dạng đó trên đời không? Có những người giận như chữ viết trên cát, một cơn nước đi ngang thì sao? Có nhiều khi mình giận rồi, nhưng mà người kia nói thôi tôi xin lỗi chị, nãy tôi lỡ lời, hết giận thì. Thậm chí mình la xong cái người đó rồi là tâm mình rộng toát. Ngày mai hay chút nữa mình gặp người đó mình không nhớ hận thù gì nữa hết. Chỉ có điều là mình bực bội mình nói chút vậy thôi. Thì mình cũng có thể dạng đó. Còn giỏi nữa là gì? Như viết trên nước. Cầm viết mà viết trên nước được chữ gì không? Không có chữ gì nó hình thành đó. Đó là những người giận đối với họ. Ví dụ ai nói gì đó như chữ viết trên nước. Thì bây giờ tu thì cũng ba dạng. Bậc thượng là ai nói gì dính mắc giận dữ. Bậc trung là khó giận dữ nhưng mà rồi biết lắng, biết dừng. Hay thậm chí vừa nổi lên thì là bậc thượng là bình an, không có nói gì. Nhưng mà không thể không có nó nha. Tại vì chính có nó mình mới biết mình tới đâu. Đó không? Ví dụ như á, nếu mà xe của mình á, mà nó chạy hoài mà không có đèn đỏ đó, để mình không có cơ hội mình thắng á, thì mình đâu có biết cái thắng mình nó hư. Nhờ thỉnh thoảng có cái đèn, sau cái đèn đỏ mình đạp thắng hoài mà cái thắng không ngang, là biết thắng này có vấn đề thì phải đi lo mà sửa cái thắng đó để thu nó. Như vậy thì cái bảng stop hay là cái đèn đỏ chưa chắc đã là xấu, mà nó giúp cho mình biết được cái xe mình nó ra sao. Thậm chí mình thắng lại có kiểu ép gì biết đó là khô dầu, khô nhớ gì vân vân. Và thậm chí cái chân của mình đạp sao bây giờ nó không ấy, rồi mình đi cái chân mình có vấn đề. Nhưng hôm qua có một cô Phật tử, bữa đó bà chở cô đi về, thì cô bước xuống xe, cô cầm cái áo mà nó rớt mà cô không hay. Rồi Pháp Hòa mới dừng lại và lấy cái lượm cái áo là đưa trên tay cô, nắm tay cô mà cô không biết gì, cảm giác gì đó. Thì Pháp Hòa nói không được rồi, cô phải đi bác sĩ. Thì quý vị biết cổ phải đi bị stroke rồi. Rồi một hôm nọ, một cô Phật tử đi tới chùa khác, Pháp Hòa tới giảng, thì đang ngồi ăn bún xong cô cầm cái đũa không được. Cô nói sao bây giờ tôi không có đưa cái tay tôi cầm cái đũa được. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy. Lập tức chở cổ vô trong bệnh viện thì cổ đã bị stroke, bây giờ chết nữa rồi.
Tại là quý vị thấy là có nhiều khi những cái trạng thái gì nó xuất hiện nhờ vậy mình mới biết được cái bệnh của mình. Có một cái em đó, nó cầm trong tay nó một cái búa, thì nó gặp một vị hòa thượng đang cầm bó củi, nó muốn lấy cái bó củi đó. Nói, con bố hòa thượng, con bướm trong tay con mà hòa thượng nói đúng á thì con thua, mà hãy hòa thượng nói sai là hòa thượng thua bó củi cho con. Thì nó cầm con bướm, nó nói con đố hòa thượng, con bướm trong tay của con còn sống hay đã chết? Theo hòa thượng nói chết. Thì muốn chứng minh thì nó phải làm gì? Mở ra con bướm bạc. Thì hòa thượng mất bó củi, đi về tới nhà nó mới khoe với ba con. Nói ba ơi, ba bữa nay con thắng hòa thượng. Ở con thắng kiểu nào? Nó mới kể câu chuyện đó. Thì ông già nghe xong nói con ơi con thua rồi. Nếu hòa thượng nói con bướm này còn sống thì sẵn tay con bóp cho nó chết để con chứng minh là nó chết. Hòa thượng cố tình nói nó chết để con thả ra cho nó được cơ hội đó bay đi. Hòa thượng chỉ mất một bó củi, nhưng mà hòa thượng không mất một cái quý giá nhất của đời người, đó là lòng từ bi. Còn con á, chỉ vì một bó củi mà con mất một cái quý giá nhất của đời người, đó là gì? Đó là lòng từ. Nếu mà ông hòa thượng nói là con bướm đã còn sống thì nó sẽ bớt con bướm nó chết đi, thì nó mất đi cái lòng, bằng mọi cách nó phải lấy bó củi. Cho nên hòa thượng đành phải nói thua để mà nó thả con bướm ra, ổng thua bó củi. Quý vị thấy hiểu được câu chuyện ha. Câu chuyện thứ hai, ở bên Nhật có một vị võ sĩ dưới núi, trên núi Phú Sĩ, giỏi võ lắm. Thì ông vua mới gửi hai người thái tử tới đó để học võ. Thì sau một thời gian học võ thì ông vua đưa hai hoàng tử về để mà trổ tài. Thì khi đó hoàng tử thứ nhất đang ngồi yên, võ sĩ 20 người nhào tới. Ông hét một tiếng thì 20 tên lính đó hoảng hồn bỏ dao té ngựa coi như ông thắng. Rồi ông thứ hai, ông đánh thắng mấy người kia, nhưng mà cuối cùng thì cái vị thầy mà dạy võ cho hai người đó mới nói với hoàng tử: thưa, tuy hai hoàng tử giỏi võ nhưng chưa học hết được một cái tối thượng võ công. Thì ông hoàng thượng đó mới nói: vậy thì tại sao khanh không dạy? Nói: dạ ngay cả tôi cũng chưa làm được, thôi tôi cần phải lên núi học tiếp để tôi có thể đánh thắng mọi trận. Sau một thời gian, một ngày nọ, vị võ sĩ đó đội nón trên đường đi xuống, thì ông vua và hai thái tử chạy tới. Võ sĩ đã học được và đã thắng được, đã được thành tựu được cái tầng thứ ba chưa? Thì lúc đó ông võ sĩ ông mới dở cái nón xuống, lộ nguyên cái tướng người xuất gia. Thì lúc đó ông nói với ông hoàng thượng và hai thái tử rằng: con đường mà thắng trận giỏi nhất chính là tự thắng mình. Tại vì ông đã tự thắng ông, cho nên ông mới làm người để xuất gia. Đó là câu chuyện cuối cùng mà Pháp Hòa muốn kể cho đại chúng. Như vậy, buổi nói chuyện này, mình dành cho chuyện này, chuyện kia, cũng không ngoài một cái ý nghĩa là trong sự tu hành, không có cái gì quý bằng sự chúng ta tự thắng được chính mình. Thật ra mình có thắng bao nhiêu trận đi nữa cũng làm sao mình thắng hết được thế gian này.
Ví dụ mình nói người ta một câu, người ta sẽ tìm cách ta nói một câu nữa, rồi riết cái chữ nghĩa mình hết rồi nói sao cho cùng. Bây giờ mình im mình không nói thì tự nhiên người đó cũng sẽ im theo. Mình nhìn như là mình thua, thôi cũng được, nhưng mà chúng ta đã thắng được cái tâm sân hận của thầy. Có một lần nọ, có một vị đó vì muốn bảo vệ cái danh dự của mình, do nghe được người khác nói về mình sai lầm, sai lịch sử, sai gì cuộc đời mình, sai những sự việc mình làm, vị đó viết một cuốn tập coi như là phổ biến ra bên ngoài để mà đính chánh, phân đua đủ thứ hết, rồi lôi bao nhiêu chuyện ra để mà xác định cái việc của mình làm được. Thì vừa viết xong quyển đó, người khác viết quyển thứ hai, đánh phá lại, moi móc những cái chuyện người đó ra và phân tích những sai quấy, những giả dối của người kia. Ông ra một cái lá thư thứ ba, nhưng mà lá thư thứ ba này ông nói sao? Tôi xin rút lại tất cả những gì tôi đã nói. Không phải là tôi không còn lời lẽ gì nữa, nhưng mà tôi thấy thôi, mình nói nữa cũng chẳng lợi gì. Thôi tôi xin nhất tâm sám hối với tất cả mọi người, xin lỗi tất cả mọi người, xin cho tôi rút lại. Coi như tất cả những cái gì của quá khứ, chúng ta cứ để cho nó đi về quá khứ, và chúng ta moi móc lại chỉ để phiền não cho nhau trong đời này hiện tại, không có lợi gì cho đất nước, dân tộc cũng như cộng đồng của chúng ta. Chỉ có cách đó. Cho nên á, hận thù, diệt hận thù đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Hôm nay chúng ta về đây nhân dịp đầu năm, và sau một năm chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có những cái điều dở và chúng ta muốn bước sang năm mới chúng ta làm cái điều hay hơn. Và cái điều hay hơn nhất không gì bằng là chúng ta tự phát nguyện lập công bồi đức và vượt thắng những phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Đời chúng ta cũng có những phiền não của đời, đạo chúng ta cũng có những phiền não của đạo. Đôi khi chúng ta phiền não trong khi làm Phật sự, trong khi tu chung với nhau, trong khi cùng đồng hành, đồng tu, đồng huynh đệ pháp lữ với nhau. Điều đó không thể tránh, bởi vì thủy chung chúng ta vẫn là con người đang tu. Chúng ta là bậc hiền chứ chưa phải là bậc thánh. Quý vị nhớ hai chữ hiền với thánh. Thánh là khi mình đã đạt, còn hiền là mình đang trên đường mình muốn làm thánh. Mà trên con đường tu tập làm hiền thì còn rất nhiều những chông gai dính mắt. Nói một cách khác, chúng ta là đang làm một đường tam tạng đi thỉnh kinh, mang theo ba đứa đệ tử Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là si, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si, Ngộ Không là sân. Đường tam tạng là một con người đơn thuần như mình, nhưng đường tam tạng có ba người đệ tử Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, tượng trưng cho tham sân si. Muốn thỉnh kinh thì cũng không thể nào bỏ ba đứa mà đi mình được, phải dẫn ba đứa nó theo. Bởi vì ba đứa nó chịu tu thì mình mới yên mình tu. Còn mình tu một mình mà ba đứa ngồi ngồi góc hết pin, nó réo mình tiếp, nó hỏi mình cái chỗ chạc ở đâu, phải vậy không? Như vậy thì Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Vì si ít nói thầm lặng, cho nên qua hình ảnh của Ngộ Năng trong đoàn đi ít nói nhất, im lặng nhất, nhưng mà lại là người gánh cả một cái gánh của cái đoàn đi. Cái gánh đó là gì? Chắc ôm thầm lặng tượng trưng cho si mê. Vì sân cho nên nổi nóng, nổi nóng cho nên múa mai quay cuồng trong đoàn người, phải vậy không?
và trên đường đó cũng có tham, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham sắc qua hình ảnh con heo. À, năm tới này năm tới này là ảnh hoàn thành đó, cho nên tất cả chúng ta phải cẩn thận để cái anh này ảnh béo phì, ảnh hoàn thành thì mình cũng mệt với ảnh. Trên đường đi thỉnh kinh nghĩa là chúng ta muốn hướng tâm về cái chỗ trọn vẹn đó, mà muốn hướng tâm về chỗ trọn vẹn đó thì không phải đơn giản, phải 81. Tại sao có thần thông có vận một cái vèo để tới đây đi mà phải đi chi vậy? Nghĩa là đường tu tập không thể thiếu được sự bồi công lập đức. Không gian nan bồi công lập đức thì không thể nào đủ phước để mà. Cho nên khi tới đó rồi, ấn chứng thành Phật rồi, khỏi cần nói gì hết, tướng đổi. Cho nên Bộ Không ông gì, Bộ Không ông nói xin Phật Tổ lấy cái dòng kim cô ra, thành Phật tự nhiên dòng kim cô biến mất, cái mỏ heo chỉnh vô liền. Cái hình ảnh trong kia khi mà thành Phật, nghĩa là gì? Tướng mình đã đổi, mình tu là cái tướng mình đã đổi. Hồi đó cái tướng mình nhìn nó dữ lắm, khi mình tu mình quán từ bi, giảm tham sân, tướng mình nó thay đổi. Tu là cái tướng nó đổi, phải tin. Mà chưa tu là cái tướng nó khác. Ví dụ như hồi quý vị chưa tu, chưa thiền định, chưa tụng kinh niệm Phật, mặc dù mặc áo mặc hò, mặc dù đầu có cảm mình nhìn dữ, nhưng mà khi mình tu rồi, có sự tu tập thì tự nhiên cái diện mạo mình nó hiền lành ra. Mình mặc đồ mặc hò, mình cạo cái đầu nhìn nó hiền. Thậm chí có nhiều người thấy mình tu tập tập sự mà ta bước vô đường mạo quá già chào đi sư, chào phượng tỏ. Dạ không, tôi không phải đi sư, tôi đang tập sự. Lúc đó kiếm tôi con kẹp luôn. Hỏi chi vậy? Để ta nhìn, ta biết tôi là Phật tử. Cạo rồi mặc đồ tôi nhìn giống đi sư quá. Quý vị thấy không? Cho nên hình ảnh trong cái bộ Tây Du Ký đó có nhiều cái đặc sắc lắm. Mà quý vị khi mà chúng ta hiểu được cái ý đó rồi thì chúng ta thấy nguyên một cái bộ Tây Du Ký là nói hết cái bản chất của cuộc đời. Nó vậy thôi. Chứ cái bộ Tây Du Ký nó không phải là một bộ phim như mình coi vui giải trí. Mà nếu chúng ta lấy cái nhìn của cái người học đạo mà xem thì chi tiết nào, đoạn nào nó cũng nói lên được cái bản chất của con người mình. Ví dụ như lọt vô một cái giếng gọi là vô để. Vô để là cái đáy không có giếng. À xin, cái giếng không có đáy. Không phải em quên đâu. Em muốn coi mấy anh chị có ngủ không? Cho quý vị thấy gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con cái. Rồi đôi khi trong gia đình có những đứa con rất dễ thương, hy sinh rất nhiều cho cha mẹ. Nhưng mà đôi khi mình không có nhận diện những cái hy sinh đó thì mình có thể làm buồn con. Mình quá nhiều những cái đòi hỏi làm cho con cái khổ đau, khó chịu. Làm sao mẹ cũng không ưng ý, làm sao mẹ cũng không vừa lòng. Cho nên một người thì đối tốt, nhưng một chúng ta phải có chánh niệm, biết nhận diện và tiếp nhận tất cả những gì chúng ta được có. Thứ tư vừa rồi ở bên Perth thì thành phố Hòa có nói một cái việc đó. Phật có dạy trong kinh một cái câu: nếu ai đối xử với mình như thế nào, phải như vậy mà tác chứng. Nghĩa là ai làm gì cho mình, mình cũng phải nên như vậy mà chứng nhận vui vẻ. Mình đòi hỏi nhiều là mình khổ, mà mình biết nhận diện những gì người ta làm là ngay giây phút đó mình hạnh phúc. Và
Còn có đôi khi người ta đối xử vậy xong, người ta nói tôi thấy tôi lo cho anh chị chưa đủ, người ta ráng nữa. Còn mình đòi hỏi người ta ghét không thèm làm. Còn nếu mình cái gì mình cũng nhận hết thì người ta cảm thấy sao? Dễ thương quá, ta hết lòng ta làm tiếp. Không tin bữa nào làm thử này. Đừng có đòi gì hết trơn á. Ai hỏi gì cũng đưa, ok hết. Rồi mai mốt người ta thấy mình không đòi mà ta tự dâng. Còn mình đòi nhiều chừng nào, mình hỏi nhiều nào, dẹp, không có đòi hỏi gì hết á. Ở trong cuộc sống của chúng ta, sự hy sinh. Nhiều khi mình thấy một cái việc, mình thấy một cái việc là nó rất nhỏ vậy đó, nhưng mà ở trong cuộc sống này, nếu không có những cái người hy sinh như vậy, chúng ta không có mình đâu. Mới có nói cha mẹ nha, vợ chồng, con cái, gia đình, bà con quyến thuộc hy sinh cho nhau. Rồi bây giờ mình nói tới thầy tổ thôi. Một thầy giáo mà có lòng với học sinh, thầy giáo đã hy sinh rất nhiều thời gian để mà giáo dưỡng một người học trò. Ở trong đạo cũng vậy. Một cái người thầy mà nhận một người đệ tử, nó khác với, nó khác lắm. Vì mình nhận người đệ tử đó giống như mình có một người con, và mình thương yêu người đệ tử đó như là con của mình. Và cái cách mình chăm sóc người đệ tử đó, từ miếng cơm, miếng áo, sự học hành, sự dạy dỗ, sự nhắc nhở mỗi ngày, để cho người đệ tử đó trở thành một bậc rương cột trong đạo pháp. Cho nên một người thầy mà nhận một người đệ tử không phải như một cái hệ thống, nơi vô đây nó phải làm cái này, cái 1, 2, 3, 4 vậy rồi phát lương hay thế này. Không. Người đệ tử, người thầy phải thương người đệ tử như chính con ruột của mình. Chăm sóc từ cái áo, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, nhắc nhở từng cái bước đi, từng cử chỉ. Dạy giống như mình dạy người con của mình vậy. Dạy quét nhà, dạy rửa chén, dạy xếp quần áo. Ngoài chuyện dạy kinh sách, ngoài chuyện dạy kinh điển, còn dạy những cái lặt vặt trong đời sống. Bưng một ly nước cho khách phải như thế nào, quý tôn đức đến chùa con phải làm sao, vân vân. Để chi? Để mai mốt mình không còn thì người đó tiến lên là một bậc thầy mà có được những cái hạnh đức đó. Mai chiều người đệ tử đó có thể không còn tu, nhưng cái hình ảnh thầy mình sát bên mình, dạy cho mình từng cử chỉ không mất. Rồi họ cũng sống được cái đẹp đó. Họ nói hồi đó thầy tôi dạy tôi vậy đó. Cho nên trong, ở trong gia đình thì chúng ta hy sinh con cho cha mẹ, cha mẹ cho con. Ví dụ trong kinh Du Lan vậy đó, ước mẹ nằm khô ráo phần con, thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờn chẳng ghế. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao truốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Rồi chưa nói là trong khi mình ở trong bụng mẹ, điều thứ nhất là giữ gìn tha giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Đó là 10 cái ân đức của cha mẹ.
đó. Mình trong cuộc sống mà có bao giờ mẹ tuyên bố tôi hy sinh cho con tôi không? Không. Tại vì cái đó là tình thương đương nhiên vậy đó. Mẹ là thương con, không cần đặt vấn đề. Nhưng với cái nhìn của chúng ta, chúng ta thấy được sự hy sinh của người đó. Vì cái sự, nếu mà người đó hy sinh mà tuyên bố hy sinh thì đâu còn là hy sinh. Và cái đó là khoe khoang hay là tính công. Và cái người làm người ta không nói, nhưng mình sống, mình có trái tim, mình có cặp mắt, mình nhìn nhận cái đó. Để làm gì? Để mình biết trân quý, không chê bai, mà chúng ta còn nương vào cái đó để chúng ta sống, làm đẹp mình và trân trọng những gì người đó làm. Cho nên nó hay vô cùng. Và cái đó gọi là gì? Cái sống của chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nhận hết tất cả những cái đó. Đó là mình nói thầy hy sinh cho đệ tử. Quý vị biết là trong Phật giáo Việt Nam có nhiều vị tổ, nhiều vị trưởng lão hòa thượng hy sinh rất nhiều cho đạo Phật Việt Nam. Ví dụ như quý vị nào có cơ hội đọc những cái tài liệu mà nói về sự chấn hưng Phật giáo Việt Nam khoảng 1920 đổ về sau, mà người tiêu biểu ở trong miền Nam đó là hòa thượng, đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Và ngài nói một câu: đạo Phật sẽ suy tàn nếu hàng tăng lữ thất học. Cho nên ngài đi khắp miền Nam vận động chư tổ, chư hòa thượng thời đó để cùng nhau mở trường Phật học, tiếp độ chư tăng, để hướng dẫn chư tăng có sự học hành. Và lúc đó ngài là người đề xướng cái tờ báo của Phật giáo thời đó là tờ Pháp Âm, mời các vị học giả viết bài để cho mọi người được nghiên cứu, học hỏi, hiểu biết về đạo Phật. Giống như con cái mà không biết gì về cha mẹ thì cái gia đình nó suy thoái. Thì một người mà không hiểu biết gì về cái đạo của mình đang tín ngưỡng đi theo thì cũng không được. Người ta có thể chê trách, phê bình mà mình nín chẳng nói gì được, vì mình có biết gì về đó đâu nói. Ví dụ bây giờ Phật tử Việt Nam á, mà không biết tại sao mình phải có cái bàn thờ tổ tiên, thì cái người mà người ta không hiểu biết đó, người ta cố tình người ta xuyên tạc là mình nín thinh, mình thấy người ta nói đúng. Vì mình không biết được cái ý nghĩa cái bàn thờ tổ tiên để làm gì. Và người ta bắt đầu xuyên tạc đấy, để mấy cái hình này nè là ma nó dựa vô đây. Ai mà ngồi trên bàn đó mà thờ và cúng quá trời mê tín, mình thấy đúng chứ? Tại mình đâu có biết cái gì đâu. Mình không biết thì làm sao mà mình cứ làm thôi, thì rõ ràng là mê tín không. Tín mà không hiểu thì gọi là mê. Cho nên là mê tín. Tín làm mà không hiểu thì gọi là mê tín. Cho nên mình phải có bổn phận hiểu được tại sao chúng ta thờ Phật, tại sao chúng ta có bàn thờ ông bà, tại sao chúng ta phải để bình hoa trái cây trên bàn thờ. Mà các tổ đã làm, đã hướng dẫn cái điều đó. Các trường Phật học được mở ra. Cho nên đó là sự hy sinh của các tổ. Trong đó có tổ Khánh Hòa, tổ Khánh Anh, tổ Huệ Quang. Mà người tuyên phong đầu tiên đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Mình đọc những cái tài liệu đó để mình thấy được những cái đạo hạnh, những đức hy sinh của tiền bối. Để rồi làm gì? Mình cũng học hỏi theo người xưa. Nếu mình không có đại hy sinh thì cũng có tiểu hy sinh. Chứ còn nếu mình sống đời này mình không hy sinh thì chuyện gì nó ra lẽ.
Cho nên việc gì cũng có người hy sinh. Thí dụ như trong cái ngành Hoằng Pháp á, các thầy giảng sư Hoằng Pháp á, là nương theo cái hạnh của Ngài Phú Lâu Na. Tại vì trong 10 người đệ tử lớn của Đức Phật, thưa đại chúng, Đức Phật có rất nhiều vị đệ tử đặc sắc, nhiều lắm. Nhưng mà có 10 vị được chọn, trong đó có Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất. Và có lần Ngài đi về cái làng đánh cá để Ngài thuyết pháp, mà Đức Phật biết rằng cái làng đánh cá đó dân họ dữ lắm. Cho nên trước khi Ngài Phú Lâu Na đi là Đức Phật cảnh cáo trước: thầy Phú Lâu Na, thầy biết hôm nay thầy đi về cái vùng đó dân đánh cá đó dữ lắm không? Nó dạ con biết. Mà thầy biết không, lỡ mà thầy thuyết pháp mà họ không nghe, mà họ lấy cây, lấy gậy họ đánh thầy thì làm sao? Nó dạ bạch Đức Thế Tôn, họ có đánh con thấy họ cũng hiền. Tại họ mới đánh con bằng cây, chứ họ chưa lấy dao, họ chém con, họ đâm con. Rồi nó lỡ mà họ lấy, nghĩa là dao gậy hay là họ hành hung thầy, làm sao? Nói và bạch Đức Thế Tôn, nếu mà mình chết cho chánh pháp thì sự hy sinh đó cũng đó. Đức Phật nói vậy là thầy có đủ khả năng và bản lãnh đi về cái vùng đó. Cho nên là các thầy trong ngành Hoằng Pháp đó, thờ tổ Phú Lâu Na như tổ trong ngành Hoằng Pháp vậy. Cũng giống như cải lương mà thờ tổ cải lương vậy đó. Hay là các chư ni thờ Ngạ Nang như tổ của chư ni vậy đó. Tại vì nhờ Ngạ Nang mà chư ni mới được đi xuất gia. Cho nên có một số chùa ni tạc tượng hình, vẽ hình Ngạ Nang để mà tưởng niệm tri ân. Hay là ngày xưa mà kế mẫu của Đức Phật là bà Mahabhasabade, chúng ta thường gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, không hy sinh để mà xin Đức Phật nhận cho người nữ đi tu. Và lúc đó Đức Phật không nhận, bà cùng 500 cô thể gì cô trong hoàng cung đi bộ đến tịnh xá bằng chân không. Lẽ ra là quý phi không mà phải đi bằng giày chứ, tại sao vậy? Mà nghĩa là muốn chứng minh cho Đức Thế Tôn biết rằng Đức Thế Tôn và tăng đoàn đầu đội trời chân đạp đất thì chúng con đây cũng sẽ làm được điều đó. Cho nên đi bộ từ kinh thành tới cái nơi đó chân chảy máu. Ngạ Nang đi xa về thấy Ngài Kiều Đàm Di Mẫu và các 500 vị đứng khóc, chân thì chảy máu mà khóc ở ngoài nắng như vậy. Di Mẫu đi đâu đây giờ này? Chúng tôi đến xin Đức Thế Tôn đi tu mà Đức Thế Tôn không cho. Đức Thế Tôn nói mấy bà mà vô chùa là chùa mệt lắm, xin 5 lần 7 lượt Ngạ Nang vô xin. Cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên vô. Đức Phật mới nói tôi đâu phải không muốn đâu, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ lắm á. Rồi cuối cùng các ngài mới nghĩ ra được cái cách nào cho vẹn toàn, không đi ngược lại với cái phong tục thời đó là coi thường người nữ. Thật ra Đức Phật lúc đó nhận các vị nữ là một khó khăn cho Đức Phật, vì cái thời đó người nữ không có giá trị. Mà nếu đưa họ vô trong một cái tăng đoàn mà tu tập để trở thành những cái người mà ngang bằng với các vị nam là một cái sự cách mạng thay đổi lớn. Đức Phật phải suy nghĩ thật kỹ cách nào vẹn toàn, vừa bảo hộ được cho người nữ tu mà vừa không bị họ chỉ trích. Chứ Đức Phật không phải không thương mình. Và đồng thời người đầu tiên xin Phật đi tu thời đó là một bà hoàng hậu đương kim, là một người được mệnh danh là kế mẫu của Đức Thế Tôn. Mà nếu Đức Thế Tôn nhận một cách dễ dàng như vậy, người ta có thể dị nghị và cũng không làm cho bà tu được giỏi, vì bà nghĩ rằng ta đây là hoàng hậu đi tu. Cho nên Đức Phật
rất là sâu sắc, nghĩ rất kỹ và nhiều chiều, chứ không phải như cái nhìn của chúng ta bây giờ thấy vậy cái nói Đức Phật kỳ thị. Nhưng mình hiểu được cái bối cảnh lúc đó, tâm tình của Đức Phật, thì mình sẽ thương Phật. Và các vị nữ mà ngày nay được đi tu phải thấy được cái tâm tình đó thì thương Phật, và tu phải giỏi như vậy để đền cái ơn của Phật là tiếp nhận mình vào tu. Thí dụ vậy. Cho nên Đức Phật á, mình nói ngay cái Đức Phật cũng là người hy sinh rồi đó. Một thái tử mà bỏ cả hoàng cung là hy sinh rồi chứ gì nữa. Rồi cởi áo thái tử mà để đổi chiếc áo cà sa là hy sinh gì nữa. Ăn uống ở trong hoàng cung ngon lành quá mà không chịu mà đòi đi buffet ngoài đường. Đức Phật là người là chế ra buffet đầu tiên đó. Ngài ôm cái bát ngài đi, rồi ai thích gì bỏ vô cho ngài. Cho bây giờ mà mình mà cầm cái dĩa mà đi tự self service là mình là bắt chước Phật. Phật là người create cái style buffet. Và bây giờ là các người ta modern, ta cạo đầu, Phật modern trước. Cũng giống như quý vị nhìn một vị tướng lãnh thời nhà Lê, ngài Lê Lai, đã hy sinh cứu Chúa, phải không? Mình là người Việt là ai cũng biết câu chuyện Lê Lai cứu Chúa. Tại vì lúc mà bị quân giặc đánh mà dồn vô thế kẹt rồi, Đức vua Lê Lợi mới nói: trong các khanh đây ai là người dám hy sinh thế trẫm đánh lừa quân giặc? Im lặng hết. Lúc đó chỉ có tướng Lê Lai. Hạ thần xin thay thế, lấy áo của vua mặc vào, dụ quân địch đi để cứu vua. Còn hy sinh chứ gì nữa. Bà Trưng, bà Triệu, hy sinh chứ gì nữa. Các anh hùng của dân tộc thời nào cũng có. Và ngay cả công chúa Huyền Trân, con của vua Trần Nhân Tông, cũng hy sinh để lấy vua Chàm, ban giao giữa nước Việt với Chàm thời đó. Cho nên từ ở trong đất nước những anh hùng dân tộc đi vào xã hội, đi vào trong đạo, và quý vị sẽ thấy rằng cái đức hy sinh nó tràn ngập trong cuộc sống này. Và khi chúng ta có chánh niệm nhận diện được đức hy sinh của mỗi người xung quanh mình, thì chúng ta biết chấp tay trân trọng hết tất cả những gì mà người khác làm cho mình, và không có phàn nàn, và chỉ thấy rằng đó là sự đóng góp, sự hy sinh. Chẳng những không phàn nàn mà chúng ta còn mở tâm gì nữa, chấp nhận hoan hỷ tất cả những gì người khác làm cho mình. Có một ví dụ, người ta hy sinh, người ta nấu cho mình một nồi chè sơ nước. Mà quý vị nấu chè sơ nước là phải nấu đậu, rồi phải đánh đậu, rồi làm gì nữa, phải vò viên đậu, rồi phải nhồi bột, rồi bắt viên, luộc, thắng nước đường, đem lên cho mình biết bao nhiêu công, mấy tiếng đồng hồ để có được nồi chè mình ăn vô phán chè gì lạc nhất. Thì quý vị thấy không, một người ta hy sinh suốt một cái buổi nấu chè mà mình chỉ có ăn thôi, mà chúng ta cũng phủ nhận luôn mọi sự đóng góp của họ, có tội không? Thật sự là chánh niệm để làm gì? Chánh niệm để chúng ta sống dễ thương. Sống dễ thương là chúng ta biết chấp, biết nhận diện những gì người khác làm cho mình. Và gần gũi nhất là cha mẹ, bà con, quyến thuộc, anh em, những người xung quanh. Từ trong gia đình ra tới xã hội, vào tới trong chùa, đâu đâu cũng có những người hy sinh. Và nhà Phật gọi những người đó là ai? Là Bồ Tát, là đại sĩ. Bồ Tát là gì? Là những người có thử tánh giác giống con người thường như chúng ta, nhưng tu tập giác ngộ, gọi là hữu tình giác.
Rồi Bồ Tát là sau khi xong rồi, họ không an hưởng cái giác của họ, họ đi tiếp tục làm cho những người giác ngộ theo, gọi là giác hữu tình. Bồ Tát có hai nghĩa: hữu tình giác, giác hữu tình. Và đó là cái cách dịch của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đã dịch chữ Bodhisattva, Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏa, nghĩa là hữu tình giác, giác hữu tình. Còn Ngài Kumara Thập dịch chữ Bồ Tát là gì? Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là cái cách dịch của Ngài Kumara Thập, là Bồ Tát là người có tâm Bồ Đề rộng lớn, gọi là đại đạo tâm, để hy sinh, để thành tựu cho tất cả cho chúng sanh. Ví dụ ha, mẹ một nắng hai sương mua tảo bán tần để nuôi con ăn học làm bác sĩ. Đó, mẹ là người đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, thành tựu cho một con người có địa vị trong xã hội qua cái cực khổ của mẹ. Như vậy với cái nhìn của đạo Phật, Bồ Tát khắp nơi khắp chốn chứ không phải trong chùa. Bồ Tát có bốn điều phát nguyện cho thân tâm của mình. Một, tâm như đại địa. Bồ Tát phải phát nguyện rằng tâm tôi như mặt đất. Để làm gì? Để nuôi dưỡng tất cả chúng sanh. Cũng giống như cỏ, cây, hoa, trái đều từ mặt đất mà mọc, thì tôi nguyện làm một mảnh đất để thành tựu cho mọi người. Pháp Hòa nhớ thầy, Pháp Hòa thầy nói với Pháp Hòa: thầy với con bây giờ phải làm người lót đường cho mấy chú nhỏ. Hai thầy trò mình phải hy sinh làm đường cho các chú nhỏ, tại vì các chú sẽ là người tiếp nối mình. Nhưng mà các chú chưa đủ kinh nghiệm, thì mình phải làm sẵn để các chú mai mốt tiếp tục con đường. Cho nên Bồ Tát là người phát nguyện làm nguyện tâm như đại địa để nuôi dưỡng chúng sanh. Mà điều đó rất đúng đó. Bây giờ quý vị nhìn đứa con của mình, có phải từ nhỏ tới lớn là mình nuôi nó không? Nuôi nó không phải chỉ ngày ba bữa đâu, nuôi đủ thứ kiểu hết. Rồi, nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền. Cái cầu là chiếc thuyền, là cái cầu đưa chúng sanh qua biển khổ. Chúng sanh mà khổ mới tìm tới Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Mình mà khỏe khỏe thì xá xá ngày thôi. Còn khi nào mình tới ngày mình quỳ bắt nước mắt mình ràng rụa, mình vuốt da ngày mình vuốt mà vuốt tóc là biết dữ dội lắm rồi. Còn khi mà mình mà không có chuyện gì hết trơn, cái chân Bồ Tát đóng bụi. Còn bữa nào mình mà có chuyện cái thôi tới vuốt ngày nhổ mà ngày không dám nói. Nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền, nguyện tâm như đại hải. Để làm gì? Để đưa chúng sanh tới chỗ chân như, là tới cái chỗ nhận chân được cái đạo lý, cái chân thật. Nguyện tâm như hư không, nguyện thân như hư không. Tâm có ba điều: tâm như đại hạ địa, tâm như đại hải, tâm như kiều thuyền. Còn thân thì Bồ Tát nguyện thân như hư không để bao, để ôm bắt, để bao gồm chúng sanh. Phong và con biết có những gia đình hội Việt Nam nghèo, gia đình có một cái áo bà ba. Mẹ buổi sáng đi bán xôi, canh bán cho lẹ về, phơi cái áo sơ sơ cho nó ráo mồ hôi. Con gái mặc áo mẹ đi học, mình đâu có tin nổi. Nhưng mà sự thật, bây giờ gia đình ở bên Mỹ giàu có tiền của, nhưng không bao giờ phí. Mà ngược lại, làm bao nhiêu tiền ngoài lo cho gia đình
có dư lo cho người khác. Đó là hữu tình giác và giác hữu tình. Có những người người ta đang còn trong biển khổ, mình bây giờ khá rồi, làm kiều thuyền đưa họ qua biển khổ. Nếu mà chưa qua được, ít nhất họ cũng lên thuyền với mình, họ cũng an tâm lọ được chứ. Đó là cái lời nguyện của Bồ Tát. Đối với chúng sanh, Bồ Tát có bốn điều phát nguyện. Một, vị độ giả, linh đắc độ giả. Nếu chúng sanh nào chưa được độ, tôi nguyện sẽ khiến họ được độ. Thí dụ như bây giờ á, mình có một cái người thân mình chưa hiểu đạo, đó là vị độ rồi đó, vị là chưa, người đó chưa được độ, mình tìm mọi cách giúp cho họ được độ. Thí dụ như quý vị nói, ồ, trước khi thầy nói tiếng Việt, thầy nói một chút tiếng Anh. Thật sự cái tâm đó là tâm gì? Tâm mong mỏi các con em mình được độ, vì nó chưa được độ. Mà nếu mình nói được 30 phút mà nó nghe nó chán 20 phút, cũng còn 10 phút lúc đầu đỡ dân gian. Cho nên là mình đi tụng cầu siêu. Những người mà còn sống đó, đời nào mà họ đi vô chùa, nhưng mà bữa nay ba chết, mẹ chết, buộc lòng phải mời ông thầy tới tụng. Mà trong cái nghi lễ là ông tụng, mình phải quỳ đó mình nghe. Bây giờ mình sẽ tụng sao cho họ được độ, cho mình tụng tiếng Việt. Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn nào cũng thấy, mà tôi thấy có những tâm hồn còn sống đây nhưng mà rất cô hồn. Cô hồn là gì? Là một cái hồn bất vượng, cô đơn, không ai nương tựa, là cô hồn. Đâu phải người chết mới cô hồn. Có những người sống trên thế gian này mà tâm hồn không có chỗ nương tựa là cô hồn chứ gì nữa. Cho nên cúng cô hồn là ý nghĩa mà mình nói cái ý là ở cúng cho họ, nhưng mà thật sự trong cái ý niệm độ tử, ý niệm độ sanh trong đó. Tại vì sao? Vì quan niệm của đạo Phật là sanh tử và tương dung. Mình sống sờ sờ và thật sự như đã chết, tại vì mình không hiểu đạo. Ăn không biết ngon, thực bất tri kỳ vị. Người ta nói mà mình không nghe, không hiểu, tính như bất quan. Thấy mọi cảnh khổ mà vẫn trơ trơ là thị như bất kiến. Thấy người ta khổ mà vẫn trơ, nghe người ta khổ mà vẫn tinh thản. Ăn mà không biết vị là ba điều tâm bất an. Tâm bất tại an, thấy mà như không thấy, thị như bất kiến. Ăn như mà không biết vị hương của nó. Cho nên vì người nào chưa được độ, Bồ Tát khởi tâm vì họ mà muốn độ. Đó là cái tâm đối với chúng sanh. Cho nên mình muốn kiểm lại, mình Bồ Tát hạng nào, được how much percent. Có nhiều người nói, ôi trời nó chết đi, đó là không phải Bồ Tát. Cái này là mình nghe người ta khổ. Ví dụ bây giờ mình không có gì độ, nhưng mà thấy nó khổ phát tâm, tôi nguyện ngày nào đó nó được hiểu, nó sống tốt. Cho nên các bạn thấy có nhiều bậc cha mẹ, thầy ơi thầy vuốt đầu nó cho nó, cho nó nghe lời một phần, rủi nó vuốt lại thầy cho nó mệt. Nhưng mà mình vẫn vuốt. Tại sao đúng không? Vì mình thương mẹ. Tâm lòng của người mẹ đối với người con, vì tâm lòng đó là mẹ luôn luôn mong mỏi con làm sao đi cho đúng đường, sống cho thật tốt. Thấy con mình ngỗ nghịch trước đầu, lòng mẹ đau xót. Bồ Tát vậy đó, thấy chúng sanh chơi vơi khổ mà vẫn không có hiểu, thì
thì Bồ Tát cũng xót thương chúng sanh như mẹ mà xót một người con. Cho nên có những cái tượng quý vị thấy Quan Âm ngồi chấm cà hết ý. No idea. Nếu chúng sanh chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả ứng đắc rồi. Giả là người, người chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả linh đắc rồi. Người chưa được giải, khiến cho họ được giải. Chữ giải là gì? Là hiểu. Người chưa hiểu, khiến họ được hiểu. Mà cái người mà có cái tâm dễ, tâm tận tâm, ta chỉ dẫn. Thí dụ mình thấy người đó, ta không biết làm đó, con không biết làm đó con, lời đây ta chỉ cho làm. Cái người như vậy là tâm của mình. Còn nếu mà mình nói, trời ơi, thầy ngu quá, dạy nhiều không biết, không khỏi thầy dạy, thì cái này không phải là tâm của Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát đối với chúng sanh là người chưa được độ phải khiến họ được độ, người chưa được giải phải khiến họ được giải. Cho nên cái ý niệm như vậy mình mới tổ chức pháp hội, hy vọng những người chưa được giải, tức là chưa được hiểu, giờ họ nghe pháp mà họ được hiểu. Cho nên tất cả những người làm trong công việc hoằng pháp, in kinh, ấn tống, làm băng dĩa, đưa bài pháp lên những thước, vân vân, tất cả những công việc đó là công việc của Bồ Tát vì chúng sanh. Ở cái trường hợp này gọi là người chưa hiểu, thời khiến họ được. Người chưa an, khiến họ được an. Người đó sống bất an, mình tìm cách mình nói để cho họ an. Cho nên không được hù dọa người khác. Người ta bất an, mình phải nói sao cho tâm người ta an. Bước vô nhà ta, trời ơi, tôi thấy nhà chỉ có bộ lạnh này nha. Rồi, không biết lạnh cỡ nào mà ta nghe là tối nay ta mất ngủ rồi. Vậy hả chị? Chị tin tôi đi. Tôi có sức sense. Rồi, đi chỉ bàn thờ này, thờ trật, bàn kia, ông Phật kia thờ đúng. Ở trời ơi, thấy không? Nhà chị lộn sổ hoài, tại ông Quan Công cầm cái kiếm không đúng. Ai biết ông Quan Công mà xưa cầm kiếm sao? Mà bây giờ nhìn cái tượng Quan Công đó, ông thờ đúng thờ sao? Người ta đã quá bất an. Cuộc sống vốn là không an, mình lại làm cho nó thêm bất an bởi những cái tà kiến, bởi những cái quan niệm sai lầm của chúng ta. Thì làm sao mà Bồ Tát? Chứ cái người nào mà ta luôn luôn ta nói cái điều an tâm cho mình biết, họ có thể họ không biết đó là tâm hạnh của Bồ Tát, nhưng mà trong bản thân họ nó là luôn xuất được cái tâm niệm là không nên làm cho người khác sợ hãi. Dù họ không biết đó là tâm niệm của Bồ Tát, nhưng mà cái đó là tâm niệm của Bồ Tát. Cho nên mấy đứa nhỏ nó vô chùa cái gì nó không đúng rồi, tội chết đi con. Khi biết nó thấy hình như đạo này đã tội đi. Gì tội á? Tự nhiên chứ. Đi nghe Phật cũng cứ đầu tội nghe con. Nó lỡ nó biết nó chỉ tay với Phật, đụng lấy tay chỉ Phật tội con. Không lẽ nó nói gì? Không cho nó chỉ lấy cái mặt hết vậy hả? Không phải vậy, đâu Phật đâu có phải chuyện đó. Rồi mình sắm chén dĩa nồi nơi gì đó, mấy đứa nhỏ nó không biết, nó đem ra nó nấu mặn về, trời ơi, biết điều cũng đập cái nồi vậy đó. Tội nghe, ăn về tội nghe. Nó không biết cái gì đâu, mà cho dù nó làm cái điều đó cũng có gì hết. Cho nên người chưa an phải làm cho họ an, chứ không phải nói những điều làm cho họ bất an. Quý vị thấy Đức Phật có một cái ấn gọi là ấn vô ý, ấn vô ý Phật dư.
thường thường qua Thái Lan, qua cái nước Nam Tông, thấy có một tượng Phật, Phật đưa tay. Đây là cái ấn vui. Mà ấn nghĩa là gì? Là biểu lộ của tâm. Ví dụ mình nói chuyện mình hay vô tay, ví dụ đấy, chỗ đó có mộ đấy. Đấy, đấy. Nhưng mà có cái ông đang vô, ông muốn mua thịt quay, ông mua vịt quay, nó bán cho tôi mộ cái bà bán, bà nghe bà khoái quá, tự nguyên con bà đem bà chặt thuốc mua nguyên con, cái ông ấy một nửa. Trời ơi, đưa mộ cái bà kia khoái quá, tự nguyên con, chật nguyên con một nửa, bà ghét. Ấn là biểu lộ của tâm. Cho khi mình nói chuyện mình đưa tay để biểu lộ, nói lên cái tâm với mình. Vì mình vô thăm bệnh, vô thăm bệnh, bác đừng có sợ. Ở đây bác sĩ hay lắm. Thôi con về nha, bữa nào con tới thăm bác. Đây, nói mà đưa tay. Có phải là ấn không? Có cái ấn ok. Ấn number one, ấn chết lầu, ấn thua. Ấn là cái symbol, cái seal, nó represents your heart, your mind. Cho nên Phật ấy, ngồi Phật để cái tay ở lòng bàn chân, đó là một ấn. Ấn đó gọi là ấn gì? Ấn hàng phục ma quân, gọi là ấn hàng mang. Để cái ấn đó là biểu tượng sự định tĩnh của một người đang ngồi đó. Đức Quan Âm bắt cái ấn này. Ấn này là ấn cát tường, ấn an lành. Đức Phật bắt cái ấn trước đây, ấn chuyển pháp luân. Đưa bàn tay chạm mặt đất, ấn địa xúc. Chạm xúc nghĩa là biểu tượng cho giây phút hiện tại. Cho nên mình đó đôi khi cái ấn vô ý này nè, mình đặt trên tay một người khác, nắm tay họ. Bác khỏe nha, bữa nay con tới thăm bác, con thấy bác hồng hào tốt lắm, vừa nói mà lấy cái tay làm sao. Địa xúc, xúc chạm để làm cho người ta cảm được sự tình cảm. Người kia sợ hãi quá, toàn tay lên vai họ, dồ, không có sao đâu, có mẹ đây là con. Con niệm Phật, con ngủ là con hết ác mộng. Cho nên ấn của Phật để làm gì? Để nói lên định lực của tâm, sức mạnh của tâm. Xác định một vấn đề, đưa cái ấn lên. Cũng giống như mình nói chuyện, mình nói chuyện mình đưa một cái dấu hiệu của tay để xác định một cái việc mình nói. Vì người chứa em phải làm cho họ em. Cho nên không hù dọa người ta. Mà Bồ Tát có ba điều cho: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Vị Niết Bàn, linh giả Niết Bàn, người đó chưa được Niết Bàn, phải làm cho họ có Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là sự bình an của tâm. Nirvana, no mean no, vana mean negatives. Once your mind have no negatives, you in nirvana. Nirvana is not a destination, it's a kind of peace deep in your mind. Niết bàn không phải là nơi chốn để chết với tâm. Niết bàn là một trạng thái khi tâm bình. Cho nên mình thuyết pháp, mình tổ chức tụng kinh, mình tổ chức ngồi thiền, mình tổ chức niệm Phật, mình tổ chức khóa tu, tất cả những cái đó để đưa người vô Niết Bàn. Ví dụ mình tổ chức sám hối, thì cái ý niệm của người ta là ô, mình còn một người còn nhiều nghiệp chướng phải sám hối. Ví dụ như thế, thì khi mà họ quan niệm mà còn nghiệp chướng để sám hối, thì cái giây phút đặt tâm mình vô sám hối, chí thành an năng lỗi mình làm, bằng cách là nói lên theo lời kinh,
đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm tháng, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dạy từ lâu bất vượng, hôm nay trong thấy đạo quý hoàng. Có thể mình không nói ra được, nhưng mà chư tổ viết sẵn là mình đọc cái lời đó, tâm mình yên theo đó, giây phút đó mình tịnh lắng, mình dứt đi tất cả những ý niệm xấu, những hành động xấu, những lời nói xấu trong một giờ đồng hồ sám hối, là mình có sự an tịnh, đúng không? Mà an tịnh giây phút đó là có niết bàn. Phật có niết bàn phương tham, mình là niết bàn thật tham. Nhưng mà nếu đó sám hối là cái gì, tôi có tội gì đâu mà sám hối, thì anh mãi mãi tạo nghiệp. Sám hối đi làm gì, sám hối cho đã rồi mai làm nữa cũng vậy thôi, thì anh cũng không có giây phút nào hưởng được. Cho nên tụng kinh một giờ đồng hồ có thể lo ra hết 50 phút, nhưng mà ít nhất cũng còn lại 10 phút dớt nhé, hoặc là thậm chí 60 phút tụng kinh tuy tâm ý còn mong lung nghĩ lung tung, nhưng ít nhất thân lúc đó đã niết bàn, thân không còn trạo trừ, thân ngồi yên tĩnh tụng, thân được an tịnh. Nghiệp chúng ta tạo ra ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà nếu giây phút đó ý còn nghĩ, mà ít nhất thân nó cũng có tốn, miệng nó cũng tốn tụng lên chứ. Mà nếu mà ta rảnh cứ bắt lên, chị đây có đi chùa không? Chùa có gì lạ không? Nhưng mà giờ phút đó nó không có nói cái tụng chứ. Hân khẩu ý tạo nghiệp và tụng thời kinh, ý có thể còn nghĩ, nhưng mà ít nhất khẩu và thân tụng. Cho nên tụng kinh không phải là vô ích. Nó tụng như con vẹt không hiểu tụng đã cái gì. Bộ không tụng cái nó hiểu rồi. Kháng kinh giả minh Phật chi lý, 1 triệu khó tập kinh tụng kinh, trước sau gì cũng sẽ sáng tỏ cái lý đó. Huống chi bây giờ quá nhiều các thầy chú giải giải thích kinh sách, 100 năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra Google. Cho nên người chưa được niết bàn khiến cho họ có niết bàn. Mà niết bàn là cái trạng thái khi tâm mình được tỉnh lại, chứ không phải là một nơi chốn để chết mình ở. Một vị Bồ Tát đối với chúng sanh chưa độ làm cho họ được độ, chưa hiểu nếu chúng sanh chưa hiểu làm cho họ hiểu, nếu chúng sanh chưa an làm cho họ được an, nếu chúng sanh chưa có niết bàn làm cho họ có niết bàn. Mà có niết bàn không có nghĩa là đưa họ đi đâu, mà tạo mọi hoàn cảnh phương tiện cho họ có một chút niết bàn. Ví dụ hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi tịnh, thì nếu mà ai thật sự đi theo cái cách thức ngồi tịnh thở, quý vị lắng xuống yên tĩnh trong lòng mình 5-7 phút hồi nãy, giây phút đó là niết bàn. Rồi vậy chúng cứ nghĩ đi, một ngày mình nát bàn nhiều hơn tiếp bàn. Cho nên giây phút nào mình tu là giây phút đó có ăn lại. Một cái bánh mình ăn chưa có no, nhưng mà ít nhất cũng no được một cái bánh. Ăn tới cái bánh thứ 6, thứ 7 nó có no, thì không có nghĩa là cái bánh thứ 7 này nó làm mình no, nhưng mà nó phải nhờ 6 cái bánh trước không làm cho mình. Còn không ăn thì không có ăn. Ăn một cái no một cái, ăn 2 cái no. Cho nên thấy được như vậy, ai tu kiểu nào mình cũng trân trọng. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được. Đừng có nói ngồi thiền với trình điên, niệm Phật là không đúng, mai mốt rồi biết được lạc tiếng phương đâu mà về
trì chú, không có. Người ta tu là mình mừng. Thật sự ra có mình toàn là dân uống thuốc không. Có ai mà uống thuốc này chê chị uống thuốc. Mình uống thuốc chứ mình ngồi thiền. Thì mình ngồi thiền đứng chê người niệm Phật, người niệm Phật đứng chê người ngồi thiền. Cả hai uống thuốc hết á. Nhưng mỗi người kiểu bệnh thì mỗi người uống mỗi kiểu thuốc. Mà hiểu được như vậy thì mình đủ là cái tâm của chúng sanh, là người chưa an khiến họ được an, người chưa độ khiến họ được độ. Và đồng thời bây giờ cái người người ta khổ quá, người ta chưa có đủ sức để người ta ngồi thiền. Bây giờ người ta bệnh này, người ta uống này, người ta cái tâm niệm người ta là tụng thời kinh cho họ cảm giác là họ được sự cầu an. Họ chưa an minh độ cho ai tụng thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng về là ai an nè? Mình an trước à, mọi người đã nghe cái sức, cái lực an của mình họ tự. Cho nên người mà đối với tâm và thân của Bồ Tát, nguyện tâm như đại hải, tâm như đại địa, tâm như kiều thuyền, còn thân thì như hư không. Ôm mắt. Thôi hôm nay có quà về thăm đạo tràng Quan Âm phải không? Phải không? Mà hãy nói tới Đức Quan Âm thì ai cũng biết là một Bồ Tát cứu khổ. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái cứu khổ là một ý niệm tốt mà không gọi là hy sinh. Bồ Tát cũng hy sinh vì chúng sanh. Rồi bây giờ mình có cặp mắt chánh niệm là sẽ nhìn thấy rằng đức hy sinh này nó tràn ngập trong cuộc sống mỗi ngày. Ở cái chỗ đó nó có tuyết, người ta lấy cát người ta rải để cho đường nó được trơn, người khác đi một tay. Bây giờ Cali đang cháy rừng, càng ngày lửa càng lớn mà chưa có dập tắt. Quý vị thấy là các người, các anh lính cứu hỏa mà làm việc ngày đêm mà vẫn chưa làm gì được. Nhà người ta cháy biết bao nhiêu, hơn 90.000 hecta đất bị cháy, hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi, cơ sở làm ăn. Thì mình thấy rằng có những người người ta phải hy sinh lớn, là mất mát rất lớn. Có những người có một lần họ biết có cái chỗ đó ở dưới cái tầng hầm của cái cơ quan đó, nó bị một chất độc gì nó thải ra, mà người nào xuống đó vừa xuống tới là lăn ra chết. Thì có cái anh đó, người Việt, ảnh là một cái người mà người ta nghĩ rằng ảnh có thể có khả năng dập tắt cái việc đó. Thì không biết hình như xuống lúc đó ảnh vừa vô tới đó ảnh lật ảnh người ta chết hết mà ảnh không chết. Nhưng mà cuối cùng ảnh bị tay chân co bắp lại, người quéo lại, bây giờ vẫn còn sống cả chục năm nay thôi, chỉ vì đi xuống cái chỗ đó mà cứu một cái nơi đó. Vì cái đó là cái giới của anh, nhưng mà có lẽ lúc đó cái độc nó quá nặng và cái sự protect nó không đủ, anh bị định có quà có tới năm thật. Thì có quà đưa với đại chúng là với cái tâm mình nhìn, với cái chánh niệm của mình, không có chê ai hết, không có phủ nhận tất cả những gì người khác làm cho mình, mà phải mở lòng chấp nhận, trân trọng, cảm ơn. Tự nhiên mình sẽ thấy cuộc sống mình nó khác lắm. Cái nhìn của mình bây giờ nó rất là positive, không có thấy ai mình ghét hết, người nào mình cũng trân quý. Và tự nhiên mình thấy mình sống vậy mình thoải mái vô cùng, trong tâm mình không có chứa những cái niên. Thì tự nhiên người nào ta làm gì đó cho mình, người ta cũng cảm thấy được sự bình ổn. Họ không có sợ. Ví dụ như mình hay bắt lỗi, cái người nào mà tới nói chuyện mình ta sợ lắm, tại vì ta biết mình hay bắt lỗi. Ta nói mà ta dè dặt từng câu từng chữ, ta nói mà ta thoải mái. Quý vị để ý coi nào. Rồi cái người nào mà hay chê khen,
trời ta làm gì đem lên, ta sợ gặp người đó, ta sợ lắm, tại vì cái người này hay khen chê. Ta đứng lên trình tập cho thành mình là một cách sống mà người khác nghe tới tên mình là ta rùng mình, ta sợ. Tại nó không đúng với cái câu các vị Bồ Tát phát nguyện. Những ai thấy tên, nghe tới tên tôi, thấy hình tôi đều phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi thọ. Đó là trong cái bài sám quy mạc Thiền sư Di Sơn nói không? Xin mọi người mà hãy ai nghe đến tên tôi, thấy hình tướng tôi đều phát tâm Bồ Đề. Còn mình sống làm sao, tu làm sao không biết, mà nghe tới tên mình, thấy dáng mình xa xa mà ta ruột mình trước ở chín chỗ mà lắp là mình biết. Đó là cái đức hy sinh. Đức hy sinh là gì? Là chúng ta biết nhận và chính chúng ta đã từng sống như vậy. Và mình cứ đặt mình, nếu mình làm việc nhiều cho người khác mà không ai biết, không biết cái điều mình làm, cái mình cũng buồn mình. Đấy không? Thành nhưng mà Bồ Tát thì ta chẳng có bao giờ vậy. Nhưng mà ý ở đây mình nói cái lẽ thật trong cuộc sống, đứng trên cái mặt cuộc sống giữa con người với con người, ngày nào chúng ta cũng nhận được sự hy sinh của người khác và chính chúng ta cũng hy sinh, và cuộc sống nó trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn nhờ cái đức hy sinh của mình.